Đừng cho ma nghiệp dòng tâm sanh, quay về cõi phúc đường chân đạo. Phật pháp thiền na dốc thực hành, chớ nhiễm trần hoàng đượm phân son. Chim bao cuộc thế chẳng thường còn, tìm hiểu nghĩa bốn câu như sau: nhân sanh hiếu nghĩa dĩ duy tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên ông Đoàn Văn Hảo, là giáo lý viên ban phụ truyền giáo lý của ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Bà Hảo, đến từ thành phố Cần Thơ, đảm trách đề tài đến diễn đàn thực hiện nhiệm vụ. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính đến quý cấp chính quyền địa phương. Và kính đến quý vị đại diện cho ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo ở trong tỉnh nhà của chúng ta. Dạ, kính đến ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Quới, cũng là trưởng ban tổ chức ngày trao đổi giáo lý đạo nhà. Dạ, kính đến quý ban trị sự trực thuộc ở trong tỉnh nhà đang hiện diện nơi đây. Dạ, kính đến quý ông bà cô bác và toàn cả anh chị em đồng đạo tham dự và theo dõi cách xác thực theo sự lời mời ban tổ chức và sự phát tâm chung của chúng ta trong làng đạo. Riêng tôi có cái duyên được ban phổ truyền giáo lý Trung ương đặc trách trở về đây trước thăm cơ sở, sau thăm đồng đạo và ban trị sự, rồi lại có cái duyên thêm là lại được ban tổ chức cho phép lên diễn đàn để trao đổi đôi chút về vấn đề học hiểu và tu chứng ở trong hệ thống giáo lý của Đức Thầy chúng ta. Thì trong giờ này, chúng tôi xin đại diện ban phổ truyền giáo lý Trung ương xin gửi đến quý vị lời chào mừng kính cẩn và sự biết ơn sâu đậm nhất trong giờ này. Thì qua sự cảm nhận từ ở thành phố Cần Thơ, chúng tôi cũng phải vượt nhiều cự ly của đoạn đường dài, mà xin nói là được về Tân Quới này mà để gặp gỡ đồng đạo trao đổi, xin nói đêm hôm ngủ không được. Nó thao thức làm như nó nhớ nơi đây. Sau đó thật ra tôi có sự cảm nhận là Cần Thơ là chỗ náo nương, còn Tân Quới là chỗ tình thương đậm đà. Sao biết có hữu sự là trên này đều thông tin, nhưng có cái thông tin mà xác thực nhất là hỏi chú Sáu khỏe không. Thật ra bị lão lai tài tận rồi. Cái tuổi của tôi xin nói nó đến cái chỗ nó tàn nhưng mà chưa phế. Vì chứ tàn là nó rụng, thời gian trôi qua tuổi già cũng đến, mà nó phế tức là nằm chơi sơi nước để chờ đợi giờ phút sau cùng. Nhưng rồi thông tin nói à, khỏe thì cứ mãi tổ chức đi, rồi Sáu sẽ đến. Trên đường đi qua bên lãnh vực của Cù Lao này, xin nói là Cù Lao sông nước ngọt ngào, toàn dân xây dựng và làm giàu quê hương. Đó, ông Út này em nói về vấn đề sản xuất, về vấn đề trái cây, vườn này nọ đâu đó hay quá, giàu.
nó hỗ trợ cho cái kinh tế gia đình này nọ, đâu đó làm ăn phát đạt, rồi cái tịnh tài mới ra, mới làm mọi sự việc thật sự thế này. Trên đường đi tôi tính là phải đi trên con đường sỏi đá, mà giờ trải nhựa nhiều quá. Và tôi nói đến một cái vị trí này là tài xế tôi là ông bạn đạo, tôi phải chạy xa lắm, tôi cũng không lưu ý. Ngồi xe lên niệm Phật, cái ông nói tới rồi, anh Sáu ơi, tôi nói sao mau vậy? Bị đường êm, không có bụi, ông chạy nhanh lắm, thật ra hay quá. Tôi mới nhớ đến làm vua Thành Thang khi xưa ông nói nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân. Đó là chữ Nho. Nhật tân là gì? Chữ Nhật nó là ngày, tân là mới, ngày mới. Rồi nhật nhật tân là liên tục ngày mới thêm. Rồi hữu nhật tân chứ hữu là thêm. Thật thêm mới hoài, thật ra trên con đoạn đường đi thì đường xá mới. Rồi lại đây cơ sở ngoài kia cắt cái đó cũng mới nữa. Thật ra tôi xin nói tu mà kinh tế phát sanh vậy là tu trúng pháp đó. Tôi nghiên cứu là cái người tu đó, một là ít bệnh là trúng pháp, hai nữa là bạn lữ rất nhiều là trúng pháp, ba là kinh tế phát triển là trúng pháp, bốn là tính toán không có sai chạy là trúng pháp. Bây giờ lại đây tôi thấy đông quá, ở dưới tôi không có đông như thế này. Thật ra vì vậy mà bạn lữ rất đông, kinh tế phát triển, ít bệnh hoạn, tính đâu đó nó đúng tốt thì đó là đi trung chánh pháp đó. Thật ra vì vậy lần này tôi lên đây là cũng cái niềm vui chung, cũng xin ca ngợi tán thán một cái sự việc nơi đây trong thôn xã có cù lao mà lại biến một cái vị trí. Người ta thường nói trên đài cao sen không thể mọc, sống an nhàn khó học chữ tu. Đài cao đây trên cái vùng đất cát mà lại mọc ra cơ sở tôn giáo là biểu tượng hoa sen, bị Phật Ái Liên tiên ái cúc. Hoa sen là biểu tượng cho Phật giáo, còn hoa cúc biểu tượng cho tiên đạo. Mà nơi đây có một cái trụ sứ, nói theo danh từ Phật giáo là trụ sứ, là một nơi để hợp chung. Còn nơi đây là một cơ sở để chúng ta sinh hoạt Phật sự. Nó quý quá, tại nó mới hoài. Chuyến sau mà tôi còn sức khỏe mà lên được nơi đây tôi thấy chắc là mới nữa. Tại tôi mong rằng sức khỏe tôi có thể đủ điều kiện chuyến sau lên đây là khang trang hơn. Mà đây là phụng sự, lấy tịnh tài phụng sự cho đạo đức, chứ không phải lấy tịnh tài để mãn niệm tô quy hoàng nhà cửa cuối cùng để mặt đất trời xây đó. Cái chuyện nó không êm rồi, lo xây dự nhà tư riêng này nọ, tranh đua thiên hạ, nhà lớn nhà cao thì rồi chết rồi cũng bỏ thôi, gẫm kim tiền bội bạc bất tài thôi. Thật ra nơi đây hồi xưa đó Đức Phật dạy ông mà bằng đặt đó bốn câu kệ là cần tảo già lam địa thời thời phước huệ sanh tư vô năng khách chí nhược hữu thanh nhân hành. Thật ra khuyên riêng ông bằng đặt, nhưng nói chung toàn cả người tu chúng ta là xuyên quét đất vườn chùa. Cái vườn chùa là cái cơ sở trong tôn giáo, mình lại đây làm công quả quét tước này nọ đâu đó, xin nói mỗi cái quét mình là quét phiền não trong tâm đó. Rồi lại đây ngồi chơi xơi nước mà ra ngoài bếp ăn hoài đó không được, cái chuyện đó không được. Đầu tiên nhất là lễ Phật, sau làm công quả, rồi kế đến nghe pháp, thỉnh pháp, nghe pháp. Tuy không có khách đến, thí dụ ngày mai nơi đây không có khách, nhưng mà có thánh nhân người ta sẽ ngự nơi đây. Thật ra cái người lại cơ sở tôn giáo về là nó biến ra phước huệ, có đức độ. Còn đi lại cơ sở tôn giáo về trụ lũi không có trơn rồi. Giống như trong tô canh quá ngon, có cái không ngon là cái muỗng không ngon. Vì nó không dính dáng trơn rồi, còn lại trong cơ sở tôn giáo về mà không có tội, không có phước mà có tội nó nguy hiểm lắm. Thật ra lại cơ sở một là chúng ta không có sức khỏe, chung hùng tỉnh tài. Là tiền của đóng góp vô. Vì đây là cơ sở này muôn năm luôn, đâu phải cái chuyện mà vài năm đâu. Thật ra vậy thì góp tay nghĩa ở đây là mình chấn thân Phật giáo theo tiêu chuẩn của tịnh tài và sức khỏe. Quý vị đọc trong Bồ Tát giới đó thì trong đó có 10 điều đại giới đó. Trong đó có 2 điều là một là khi nghe nơi đào người ta trùng tuyên lời của Đức Phật, dầu cho đường xa cánh mấy phải thân hành đến đó. Một, nếu không biết học hỏi. Hai, nếu biết thì ủng hộ Phật pháp. Cái thứ hai đó, khi nghe người ta quỷ bán chánh pháp thì trong con tim của vị Bồ Tát đó đó, Bồ Tát Phát Tâm đó, là như 100.000 mũi kim nó xuyên vô vậy đó.
Thật ra đây nãy tôi nghe giới thiệu các bằng sự xa này nọ đâu đó, đi xe nhỏ xe lớn đâu là đây là tinh thần Bồ Tát. Còn cái mà nói theo kiểu cách nói lại đó cũng nghe đạo, ở nhà tôi cũng nghe đạo. Có nghe đạo được không? Ăn cơm có canh, tu hành có bản. Ở nhà giờ này ta đói ăn rau, ta đau niệm Phật, coi chừng mấy ông này đói ăn rau, đau quýnh cờ tướng à. Lóc cóc này nọ, hay là hoặc giả đói ăn rau, đau quýnh tướng sắc là chết đó. Chúng ta sống xa rồi cái niệm Phật Pháp thì làm sao chúng ta trưởng thành trong Phật Pháp, làm sao thành Phật được. Thật ra vậy, bữa nay chương trình này tôi khen đó là nó có nhiều cái tiết mục để xây dựng xã hội. Gọi là những cái anh trước nãy nói chuyện này nọ đâu đó là giáo dục công dân, đem những cái pháp lý, đem những gì lợi lạc để bảo vệ sự sống cộng đồng ở trong quê hương chúng ta. Còn tôi đây là giáo lý, gọi là đây là chúng tôi đem giáo lý gọi là giáo dục về sự giác ngộ Phật Pháp. Thật ra Đức Thầy báo tin nãy lên mấy ông đó nói này nọ, Đức Thầy đã cho biết rồi, đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể rồi. Sắp đời nay lao khổ đến cùng vậy đó, kẻ thiên gian khó nổi thung dung người nào đó. Coi những chết đi xuống nguy hiểm đó. Rồi ông lên mới trình bày về pháp luật này nọ đâu đó thì người ta thường gọi là cao bồi du đảng lưu manh cùng là ma tí, phải thanh tán liền. Mà trong này nghe để truyền trao, chứ trong này nghe rồi mừng lắm, đâu có ai vi phạm phải không? Ở đây người tốt làm cái nhân ra cho mọi người ta biết thêm. Thật ra đây là sự phối hợp giữa chính quyền tôn giáo, phối hợp từ giáo dục công dân, giáo dục về vấn đề Phật Pháp. Thì tôi cũng xin lần nữa là khen tặng nơi đây, là tổ chức, là có nghĩa là xin nói đây là nhất cử lưỡng tiện. Nhất cử là một hành động của ngày hôm nay, mà lưỡng tiện là chữ lưỡng là hai, chữ tiện là thuận lợi. Rồi nãy nghe đâu là bữa nay là cái ngày là báo hiếu đạo nhà của ông Cọp là ông trưởng ban nơi đây. Nghĩa là chúng ta hợp chúng lại đây để làm công tác Phật sự, thì đây là hành y thì đáng vàng 10 tỳ lòng tỳ sức người đời nay. Rồi bữa nay tôi tiếp nhận thêm cái ông sứ viên này hay quá. Tôi tưởng đâu ông thượng tọa thì được quyền đó là mời chư tăng, nghĩa là xét bát thôi, thọ hưởng thôi sự cúng dường của đồ chúng, mà ông lên đây ông làm sứ viên hay quá. Ông này hồi đó cái quá trình này nọ, hồi xưa hồi đó là cũng tích lũy về vấn đề kiến thức, rồi hòa nhập vào cái thời buổi này. Ông lên ông nói, tôi đi nhiều nơi chưa nghe ông xứng ông viên nào mà ông nói có thứ lớp như ông này hết. Tại sao này chúng nữa tôi thiết hay mệt mà ông lên thiết thế tôi à? Hay ta đã nói trên này nhân tài nhiều quá. Rồi xin phép rồi khởi đầu cái gì cũng thuận lợi hết. Tôi cũng đi vào cái con đường thuận lợi đó. Còn hai cô đọc giảng lên đọc, và lúc đầu hơi hào hợp, đọc hơi bình tĩnh chút, cái bắt đầu kêu xuống rồi nó uổng hết biết. Bả nói đọc cho tới trưa cái giờ trên rầu luôn, nghỉ luôn, bị cũng tuyên dương Phật Pháp. Vì người tu chúng ta nó có ba cái niệm, một là niệm Phật, một là niệm đạo tràng, hai là niệm cái cá nhân ngồi đây chứ không phải niệm Phật. Cái tướng thấy giống như tướng Phật mà tâm có niệm Phật hay không, đó là niệm Phật. Hai là niệm Pháp. Điện pháp là nghe đọc giảng, người lên đọc, người dưới nghe, là hòa nhập vào trong cái câu kinh tiếng kệ của Đức Thầy. Đem vào con tim của mình, rạch tim để nó vào, chứ không phải đọc nó cô đó đọc hay, ông kia đọc dở. Không phải. Giáo lý là hay, còn người đọc là mượn phương tiện diễn lên vậy thôi. Rồi niệm hạnh, nội ngồi thế này, đây là hạnh hết trơn rồi. Có một cái mà rung đùi ngâm chuyện trên trời không được, ngồi mà tréo chân mà rung đùi đó, cha đó coi chừng à. Bị giống như chí quyền ngộ đạt mà ngồi trên pháp tòa mà tự nhiên tự hào nói rằng mình tu cao, rung đùi cái bắt đầu là triệu thố nó nhập vô, nó tạo thành một ghẻ nhân diện sang, có mắt có lỗ mũi có miệng, nó hành hạ cho ông muốn chết luôn đó. Là rung đùi đó, chúng ta mở cửa cho nghiệp nó vô. Thật ra mình Phật giáo Hòa Hảo nghe đạo nó cao tột này nọ, tình đồng đạo ngồi trên ghế. Còn nếu mà Phật giáo Thống Nhất mà nghe đạo, xin nói phải ngồi dưới đất, ngồi thỉnh pháp, ngồi dưới đất thỉnh pháp, hạ tọa với còn thượng tọa người ta, như tôi lên đây phải ngồi pháp tòa, chứ đâu có đứng người ta kiểu này. Phật giáo Hòa Hảo gọi là đứng thiết trình. Thiết trình là mình bày tỏ cái của mình lên cho ta nghe, còn bà con dưới này đó là chủ tọa mới ngồi thế này. Tôi đi thiết các tôn giáo khác ở miền ngoài đó, người ta ngồi dưới đất không, bị thỉnh pháp mà ngồi kiểu này đâu được.
Trong kinh sách hồi xưa nói muốn thỉnh pháp được phải lột da làm giấy, phải bẻ xương làm cây viết, phải lấy máu làm mực, người ta mới nói bài kệ cho nghe để tu. Bài kệ ngắn thôi, thỉnh pháp hồi xưa nó khó vậy đó. Thời đó Trần Quyền Trang bên Trung Quốc mà ông lặn lội vượt cả, nghĩa là cả gần cả trăm cái nước nhỏ, băng qua sa mạc qua Ấn Độ để thỉnh pháp, khó khăn chết chóc này nọ. Còn mình khỏe quá, pháp trong nhà đầy tủ, nghe đâu đó này nọ, đâu đó kệ giảng đủ thứ, thỉnh thoảng lâu lâu có thuyết giảng nghe, nghe đệm thêm, phước báo vô lượng. Nhưng con cái nghe rồi, coi chừng cái cây mà tưới vừa vừa thì nó phát triển, mà tưới quá coi chừng nó đén nha. Mấy cái cây xa xa lâu lâu mình tạt gáo nước nó phật lên, còn thấy thương lấy lu nước lại gần nữa tạt nó rồi nó riết nó héo, ta gọi là đén. Ta đã nghe đạo mà không tiêu quá cái đạo rồi nó trở thành là gọi là nó trúng độc đạo. Bữa nào đi nghe đạo hết mà bữa nào nghe xong về phải tiêu quá. Bữa nay nghe mơi nghe mốt nghe nghe hoài nó chất chồng giống như ăn cơm hoài mà cái bao tử nó không tiêu. Ăn dồn cho nhiều trong đó thấy ngon dồn vô, nó không tiêu, nó thành trời trúng độc. Không tiêu quá Phật pháp. Thật ra người ta học Phật pháp, ta tiêu quá Phật pháp, rồi học Phật pháp tiêu quá ta mới nâng cao về giới đức. Còn học để hiểu đó giống như tranh với lượng nên dành cơm cá thôi, gặp nhau trao đổi nói chuyện dành lời qua tiếng lại hơn thua, đó là học giới để đấu tranh chứ không có, không có hành cái câu đó. Thật ra vì vậy xin nói học đạo để mà chúng ta hành đạo để đắc đạo rồi đi truyền đạo. Phật giáo nó khác hơn là ngoài đời, ngoài đời đó học giả học rồi đó là học sư phạm xong rồi đi dạy kiếm tiền, đi học bác sĩ rồi bắt đầu trị bệnh lấy tiền lợi, nó gọi là học giả học vậy rồi để có quyền lợi. Còn Phật giáo không, Phật giáo là gọi là ta hành giả, hành giả là ta học đạo rồi ta hành đạo, ta đắc đạo ta mới đi truyền đạo. Cái điều đó là vậy đó, chứ không phải đi học khóa rồi về đi nói đạo vậy trời ơi, cái đó nó thuộc về ngoài đời thôi. Rồi bà con mà đi nghe đạo cũng vậy, nghe ở đây là chúng ta nghe bằng con tim. Cái người đọc giảng, người giảng đạo họ từ trong con tim họ phát xuất ra để họ nói đạo, chứ không phải nói bằng bộ trí theo kiểu mà lanh lẹ này nọ hơn thua dân tử. Còn người nghe, nghe bằng con tim, mà nghe con tim thì cái nào cũng hay hết. Còn nghe bằng bộ trí phân biệt thì nói là cái ông đó, ông già giảng không hay, ông trẻ giảng mới hay, cô đó cô gái giảng hay, ông đó bên nam giảng không hay. Cái người đó không vô Phật pháp còn đứng ngoài. Đi nghe đạo mà khen chê này đọ hay dở đó, mà cái người dù già hay là trẻ, dù nam nữ, ta cũng đọc câu kinh tiếng kệ, ta cũng nói ra lời chánh pháp, chứ ai đâu đặt ra được đâu mà chê người ta. Mà nếu có chê thì giống như mấy người đi coi hát vậy đó, bỏ ra vài chục ngàn mua cái vé vô đó được quyền khen anh đào, cô đào chê anh kép, rồi về nhà ca cũng không được gì trên đời, khen chơi biết có cái đồng tiền. Còn giờ mình đi tới, mình đi nghe đạo đâu có tốn tiền không, tu hành đâu có tốn xu, ai có góp cửa ngoài kia đâu. Loại này người ta cung kính chào mừng trên mái hân hoan, kính chào mừng phái đò ở đâu đây nọ, rồi lại đây có nước bánh ăn trước rồi sợ đói. Có nhiều chỗ xin nói bài bánh ra trước mặt ăn nữa, tôi nói nghe khoát mà ngồi ăn vậy suốt cả đời ăn hoài sao đắc đạo được. Người ta bớt ăn, ta bớt ở, bớt mặt ta mới đắc đạo. Còn ăn gì đâu mà ăn, ta tu tứ thời, còn đằng này ăn tứ thời luôn. Lại ăn xong rồi trên bàn để bánh trái, rồi cứ bãi ngầu đó thò tay bóc lũng hoài vậy tu cái gì, nghe đạo cái gì. Cái ông trên này nói khát nước, không có cái bình nước, không có chai nước, mà dưới kia nước để dãy đầy hết, thí dụ vậy. Rồi nói chuyện dòm qua dòm lại, trao đổi này nọ, kể chuyện đời xưa con cháu làm ăn này nọ, lại đây toàn là đem hết mấy chuyện đời vô đây thì nơi đây chất đóng nó mệt muốn chết luôn. Lại đây phải rửa giống như mà xúc bao tử cho nó sạch để tiếp nhận món ngon, phải gội rửa cái đầu cho nó trống, lại đây mới hạnh được Phật pháp. Còn cái đầu mình vẫn nhớ gia đình, nhớ con, nhớ vợ, nhớ cháu, nhớ tiền, nhớ bạc, lại đây nữa nó lây lan qua lòng khổ người ta được. Đâu phải đạo tràng, đạo tràng phải thanh tịnh, trang nghiêm, trong sạch. Thật ra vậy đi nghe đạo mà khen người này nói, ông kia nói giỏi, nói hay, mà cái cô kia nói dở, xin nói người đó chưa vô Phật pháp, đó đạo vòng, nó đi vòng vòng ngoài cửa. Nếu có chê thì nó lại có sự quỷ bán.
Vì người ta đọc câu giảng, thí dụ cô đó lên đọc, cô đọc câu này hay quá, ai chịu mắng người ta giả điếc, thì cái câu đó hay quá. Đức Thầy dạy mình ai chịu mắng người ta giả điếc, đó là khởi đầu. Nhưng mà tu cao hơn nữa, đợi cho người hết giận ta khuyên, lấy cái đó nó hội nhập vào trong con tim, rồi chuyển hóa qua cái hành động. Rồi lên nói tệ cô đó đọc cái câu đó hay quá, hay là cô đó đọc câu đó dở quá, cái đó có tu tiết gì đâu, nó làm bậy bạ vậy. Thật ra nếu người ta nói được câu đạo là hay, chuyện nào người ta nói bậy nói bạ theo chuyện đạo, chuyện đó mình phải rầy người ta. Ông Võ khi xưa, Võ khi xưa bên Trung Quốc là Võ Văn Thiện Ngôn Tất Bái. Ông vua Võ mà ông nghe người ta kia đứa nhỏ nói câu hay rồi ông quỳ xuống lãi đứa nhỏ đó, hay quá. Còn người lớn mà giàu cho tuổi tác cao nói bậy người ta cũng không thèm nghe, bị cái đó đem vô làm chi. Rồi nói cái đem cho nước lên liền hết. Thôi cảm ơn lỗi phải gì. Bây giờ đáng lý là phải rót ở trong, nói cho đúng là phải để trong cái ly, đậy cái nắp lại. Lâu lâu người ta lừa dịp nào có trống người ta uống, còn không lẽ tôi cầm chai này tôi ực. Ta ra phải khéo chút là pháp sư người ta quý trọng lắm. Tôi đi giảng ngoài chùa Hoằng Pháp rồi người ta đãi, xin nói là người ta đãi nghĩa là nói nhỏ nhỏ nghe chứ người ta đãi xăm rồi không, chứ đâu có đãi nước lã. Ăn phải ngồi ăn thượng tọa đại đức, cái đâu vô ăn đại chúng. Còn ra lên đây mà uống lén lén vô đây, uống công khai đâu để vậy, để trong cái ly vừa vừa thôi, đừng rớt ly cấu nha. Rồi đẩy cái nắp lại, đẩy gì lại rồi ta lâu lâu ta nếm. Kệ tôi giảng, tôi nói khăn nước quá, bà nọ đem lên mà hết hồng hết chía, cầm cái quai mà uống một cái rồi nó lột cái lưỡi tôi, bị bà đem nước sôi. Tôi hỏi tại sao bà đem chỉ nước sôi vậy, bà nói nghe đâu chú bệnh rồi không dám đem nước lạnh. Tôi tại cái bệnh ở nhà bệnh lại đây còn bệnh nữa, bà cũng khoa sao cho nó mát mát không? Bà đem nước sôi luôn. Tại bà thương ban tổ chức lo nghe không rồi quên. Tôi giảng trong cái đám dỗ nọ, cái ông mà ông chủ nhà ông đổi thừa tôi, tại tôi giảng mà thiếu cơm đem ra ăn, mới có ăn nửa bữa hết cơm cái rồi thành ra tân cống đợi rồi ăn đồ ăn không. Cái ông chủ nhà ông đứng giọng dạc, ông nói bà con biết tại sao nay thiếu cơm không? Tao nói thiếu cơm nhà bếp tại nấu ít. Ông nói bữa nay có sáu hảo giảng, thành ra ta lo nghe nhà bếp tràn ra nghe quên nấu cơm, thiếu cơm cũng đổi thừa tôi nữa. Toàn ơi nó khổ vậy mà trên này mình đâu có gì đâu, còn lên ở trên núi mà ban đi sự trên núi mà giảng hậu trường 200-300 người giảng, rộng trưởng mấy ông trong trưởng ban tổ chức nói ông coi chừng ở tù nha ông Hảo. Hỏi sao ở tù? Toàn ơi mấy bà cứ mãi nghe hoài không dám đi, muốn đi toilet không dám đi, ở đây sợ mất khúc của ông, thành ra mấy bà muốn chết luôn đó, thành ra bà chết ông ở tù. Tôi nói toàn ơi trước khi muốn nghe phải vô toilet đâu đó này nọ hoàng xong rồi ra nghe. Cái đó cũng đổ thừa tôi nữa, nói ông giảng sợ đi rồi nó mất khúc của ông giảng rồi không biết nói cái gì, khổ. Thật ra làm giáo lý viên nó giống thợ nấu à, nấu mà ăn mà vừa miệng rồi ta khen, mà mặn lạ người ta chê dữ lắm. Còn giảng mà trên này giảng nó ông đó giảng buồn ngủ không chết luôn, nghe đạo lý rư giấc mộng. Còn giảng vui cái này ông Sáu Hảo giảng sao ông vui quá, kiếm ông nào buồn buồn giảng, còn ông buồn lại giảng, nói cha đã giảng làm như muốn về trời luôn, nghe thời pháp rồi muốn về Phật luôn. Còn tôi thì giảng phải vui đó, vì đạo pháp là hỷ lạc trang nghiêm, hỷ lạc nhưng trang nghiêm, nó không phải là những trò chơi của thế tục. Mà bà con bây giờ sao nó cuộc đời nó khổ lắm, mà mình nói nó buồn quá thì cái khổ nó dâng lên, nó có vui trong Phật pháp. Rồi mấy ông kia nói Sao Hảo nói chuyện giỡn, tôi nói bậy. Giỡn cái gì? Người ta nói chuyện vui, mà người nói chuyện vui là người thông minh, thông minh biết nói chuyện vui, mà người thông minh chưa chắc biết nói chuyện vui. Còn người nói chuyện vui là thông minh. Tôi nói một cái mẫu chuyện tôi nói vừa vui, bà con người vui cười mà tôi không cười, kiếm cha nào thông minh tiến sĩ thì kể lên coi, tao không vui lên đời. Bị đó là cái thuật, đâu phải cái chuyện mà muốn nói cho vui là dễ đâu. Còn nếu nói mà giỡn nói mà bậy, giỡn gì đâu phải hí luận theo kiểu mà trò chơi giỡn, nói đạo giỡn. Người ta nói chuyện vui, Đức Thầy nói hỷ lạc, chứ hỷ là vui, chứ hỷ là vui, chứ lạc cũng là cộng cụm từ là vui. Nhưng mà nó trang nghiêm Phật pháp, đâu phải cười giỡn này nọ theo kiểu cách lố lăng ngoài đời đâu, rồi nói chuyện giỡn. Rồi bữa nay giảng bài gì đấy?
Giờ nói cho hết giờ xuống hay sao? Giảng có ba cách giảng, một là giảng thiền, hai là giảng tịnh, ba là giảng thông thường. Giảng thiền làm gì? Bị có mấy người đó nhờ tôi dạy cho họ đặng đi thuyết giảng. Tôi hỏi nhiêu tuổi rồi, nói 40 tuổi. Cảm ơn nha. Ban ngày cho ban đêm là mời tôi uống, chưa uống là bù ông nó vô uống trước tôi. Bị không có nắp đậy. À, thật ra vậy hỏi tôi làm sao chú Sáu dạy tụi con đi thuyết giảng. Tôi nói mấy con nhiêu tuổi rồi, nói 4 mấy, 3 mấy, 4 mấy. Tôi nói thôi về tu đi. Thằng ơi, Sáu học rồi đó 10 mấy tuổi mà học hồi xưa học biên mật ở tu viện rồi tới giờ còn nói cà lâm đây nè. Bây giờ mấy cháu 3 mấy, 4 mấy tuổi mà học để đi thuyết giảng, chuyện đó học chi vậy? Học đạo để tu nhưng mà còn dư ra mới đi thuyết giảng. Còn muốn thuyết sao chỉ cho ba cách, một là giảng thiền, hai là giảng tịnh, ba là diễn thông thường. Giảng thông thường hỏi sao nói thiền thì cứ mãi các cháu lấy cái thời điểm Đức Phật khi xưa tại núi Linh Thú Sơn đó, cầm cái hoa sen xanh của Chư Thiên cúng dường đưa lên thì Ma Ca Diếp ông mỉm cười, thì khi Đức Phật bảo rằng cái chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm ta đã khó chúc cho Ma Ca Diếp, làm thinh là pháp thiền tối thượng thừa thiền, gọi là vô ngôn thông đó. Rồi muốn tu giảng pháp tịnh cứ mãi lên đứng Nam Mô Đà Phật 3 lần. Nam Mô Đà Phật, một câu niệm Phật là vô lượng thọ, một câu niệm Phật là vô lượng quang, một câu niệm Phật là nó vô lượng công đức. Thà ra niệm 3 lần đi rồi sôi xuống, làm thinh xuống. Yếu chỉ của tịnh độ là vậy, đừng nói nhiều. Còn muốn giảng pháp thường nó phải thuộc mấy câu này nè. Lên đó rồi người ta vỗ tay hết hồn này nọ, đâu đó đứng trang nghiêm nói là bể pháp mênh mông rừng thiền chấn chở, thân tôi học dở nên chẳng thuộc bài, xin phép quý ngài cho tôi đi xuống. Học thuộc đó nhiều đi làm giảng viên được đó. Chứ đừng có học câu kinh tiếng kệ này nọ, xin nói mà câu kinh mà muốn nhai cho nó thành nhuyễn, thành năng lượng câu kinh, nó xin nói nó phải quá trình có thiện căn phước báo. Chứ đâu phải thấy người ta giảng này nọ được cung kính vỗ tay rồi ham quá rồi đi học cho đã đi giảng, mà giảng người ta không kính nể, người ta không khen đó. mấy ông này là rớt trên đời đó, bị lấy cái nhân mà biểu diễn Phật pháp rồi đâu có trường tồn được. Vì Phật pháp là hành đạo đắc đạo, người ta mới chia sẻ mới nói đạo. Rồi học được mới nói này nọ thì chuyện đó gọi là biểu diễn gì thôi. Nếu mà trong đạo mà có những người chứng đắc mà giảng đạo thì xin nói là nó là trụ cốt của đạo. Còn nói hiệu hiệu này nọ cái chuyện đó là nó làm vui cho cái trình độ thấp vậy thôi. Thật ra người hiểu rành mới càng thêm chán, mà cái người ta tu lâu người ta mới cảm nhận cái sâu sắc Phật pháp. Chứ đâu phải đơn giản học đôi chút lanh lanh này nọ, có chú đó chú giảng cho nó chú Sáu, chú ngồi nghe con giảng coi chú thẩm định coi sao, nói hay lắm, nói đủ thứ hết. Ra hỏi trình độ con sao, nói trình độ của con đang đám dỗ được, đi lên núi được. Đám dỗ là đám dỗ nói chút kiếm cơm ăn, rồi lên núi nói này nọ trên núi cho nó vui vậy thôi. Chứ đi vào trong tâm pháp, Phật pháp là chưa đâu, con phải tu cao hơn chút nữa, tu lâu hơn nữa mà thật tâm hơn nữa. Giờ bữa nay về đây 4 câu Sứ Công Viên vừa đọc lên, xin nói đó là nho văn. Nhưng mà nho xin nói trong hệ thống giáo lý Đức Thầy đó là 80% là vận văn, 20% đó là tản văn. Nho trong này toàn là nho âm chứ không phải là nho nguyên tác. Âm là gì? Bị cái văn hóa Việt Nam là 3 chân vạc. Một là cái chữ Hán là đời Đông Hán, người ta gọi là chữ Tàu là người Trung Quốc. Nhưng Việt Nam mình ông bà mình nói chữ nho cho nó tránh cái phần nô lệ. Một là chữ nho tượng hình, thấy hình vẽ ra mới ấn định là cái đó là cái gì. Thí dụ nói là chữ nhân là con người phải vẽ 2 gạch là người đã bỏ chân đi hay là đứng. Rồi kế đến ông bà mình chế ra đó là cái chữ nôm. Chữ nôm là nó lấy cái lối tượng hình mà nói cho dễ hiểu. Thí dụ như chữ thập, chữ nho ta vẽ 2 gạch là chữ thập, nhưng giờ muốn nói là chuyển lại thành chữ 10 thì người ta có bộ xước ở bên nguyện 10 phương chư Phật Đao Lai, còn nó chữ thập là 2 gạch. Thà nó dễ. Còn bên kia chữ nho nói trời, ở bên kia nói thiên, này nói trời, chuyện đơn dễ hiểu. Rồi kế đến
cái hồi xưa đó bên châu Âu họ đem chia dần ABC qua chữ Latin đó. Dạy thành ra người Việt Nam mình viết là viết theo Latin, chứ không viết dần ABC, chứ không phải viết theo chữ nhờ, cái tượng hình. Thành ra văn hóa Việt Nam là ba chân vạc: chữ Nho, chữ Nôm và chữ Latin. Thành ra rất đứng vững, giải chỗ này không được là giải chỗ khác. Thí dụ như tôi đọc cái câu của Khổng Tử nói với thầy Tử Lộ là tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thì tri giả. Cái câu đó nếu hỏi các mấy ông sinh viên ở bên Trung Quốc, họ không biết, họ nói thì nói theo chánh văn thôi, họ đâu biết. Còn mình có chữ Nôm mình dịch ra. Thật ra vậy Khổng Tử viết, chữ viết nó là nói, Khổng Tử viết, thầy Tử Lộ bảo, nói thầy Tử Lộ rằng cái gì ông biết thì ông cho rằng ông biết, cái gì không biết cho rằng không biết, ấy là ông biết vậy. Chữ Nôm mình dịch ra mới được vậy, chứ mình nói chổng chổng sao nghe. Tri chi 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 chi, bất tri vi bất tri, thì tri giả sao biết. Có chữ Nôm nó hay rồi phải viết lại bằng cái dần Latin. Để tôi ở trong tu viện, tôi có học về Nho Văn ở trong tu viện trung cấp, rồi tôi mới hiểu. Thành ra vậy bây giờ đi vào hệ thống Phật giáo hảo, cái nào mà nó ẩn từ về nghĩa lý sâu sắc mà mang tính chất thời cuộc, Đức Thầy viết theo kiểu Nho. Nho trong đó thật ra cho cái trời Pháp mà họ không hiểu, dùng thuốc đạo đồng kiến thí quyên hay gì đó, thật ra vậy nó không hiểu. Thật ra cái nào mà Đức Thầy nói về vấn đề dạy ta tu thì viết theo cái lối chữ Nôm bình thường dễ hiểu, là dễ tu. Thật ra hôm nay cái bài này xin nói là bài Hiếu Nghĩa Di Tiên, là bài này khi sức Thầy trên tổ đình đó, Thầy mới viết ra cái bài này Hiếu Nghĩa Di Tiên, mà nó mang cái bản chất Nho rặt, nhưng mà không có viết theo lối tượng hình, viết theo cái dần ABC chữ Latin. Thật ra bây giờ bữa nay mình có cơ hội để bàn bạc. Nho thì khó lắm, tao nó viết tự mà lụng nghì. Một chữ mà giải ra sáu nghĩa, nó tùy theo cái văn phạm nơi đó và nghĩa lý nơi đó, rồi chúng ta mới định từ được cái từ này. Thí dụ nói một chữ nhân, nhân là gì? Nhân là con người, một cái nhân tế sống, nhân tố sống. Nhưng mà chữ nhân nó khi mà lớn lên, rồi chữ nhân nó thí dụ ta vẽ thêm chữ nhân đứng, rồi ta gạch phía trước hai gạch nữa thì cái chữ gì? Cũng chữ nhân nữa, mà chữ nhân đó là một cái tấm lòng đứng một chỗ mà đưa hai tay giúp ta, chữ nhân đó là chữ nhân là lòng tốt. Còn chữ nhân mà nó là gọi là chữ nhân là hạt giống, người ta vẽ khác. Hạt giống thì vẽ chữ di, ở trong đó có chữ đại, chữ di là bao bọc, còn chữ đại là nó lớn mạnh, là đó là chữ nhân, là hạt giống, là cái thí dụ như cái hộp xoài ở ngoài chữ di nó bao bọc, trong đó có sự sống, ở trong đó nó gọi là chữ nhân, đó là nhân, là sự sống khởi đầu của sự việc. Nó tùy theo chỗ để chúng ta định nghĩa và đem cái gọi là từ vô ngại biện, rồi nghĩa vô ngại biện, rồi pháp vô ngại biện, rồi nhạo thuyết vô ngại biện. Thật ra mình đi vào trong Phật pháp là phải có pháp vô ngại biện, là đọc giảng đựng trật, coi kinh đựng trật, rồi mình phải định trong đó từ như thế nào. Từ vô ngại biện là từ ngữ nào phải hiểu, đừng hiểu sai. Ví dụ như Đức Thầy nói nhà ngươi thiệt chẳng có lòng đòi đã hai lần, sao chẳng chịu đi trong quyển nhất của người này đọc, nhiều khi trật nói nhà ngươi sao chẳng gì đó đòi đá hai lần chẳng chịu đi. Người ta nói sao ông Đức Quỳnh Giáo Chủ đá người ta, nhà ngươi thì chẳng có lòng đòi đã mà ông đọc chữ đó, đòi đá hai lần sao chẳng chịu đi. Hay là bà này đọc nó kì kì súng nổ trời Tây đến năm Thân Dậu ta đây sắm vàng, người ta nói ủa sao Đức Quỳnh Giáo Chủ báo tin năm đó vàng đâu sắm dữ vậy, mà để tay đầy sắm vàng mà đọc trật. Nói cái pháp không động trật thì làm sao cái từ mà định nghĩa được. Rồi từ định nghĩa xong rồi phải hiểu nghĩa vô ngại biện, cái nghĩa trong này nói cái gì. Rồi nhạo thuyết vô ngại biện, tức là phải lập luận đâu đó này nọ cho nó vừa trình độ người nghe, không trật với chân lý, nó không lỗi với cái căn tánh của chúng sinh. Thật ra vậy thì nó khó lắm, đâu phải đi nói đạo mà dễ đâu. Tôi đó là vì sự giải thoát tôi mới đi tu, chứ không phải vì nói đạo. Thật ra đó là ở cốc, mười mấy tuổi đi tu, tới giờ xin nói là nó bảy mấy tuổi rồi đó, cả sáu mấy chục năm rồi đó, trong cả sáu mấy năm trong làng đạo, 23 tuổi đứng trên diễn đàn rồi đó. Thật ra vậy bây giờ mà nếu học lơ mơ mà nói học bên đi truyền đạo, tôi nghe nó tôi ngán quá.
Thì quay lại mới thấy hồi đó vì giải thoát mới đi tu, chứ không phải vì cái chuyện mà muốn làm thầy thiên hạ đi tu, chuyện nó rớt sạch hết, nó thuộc về danh. Rồi nó biến ra lợi, rồi nó coi chừng có tình, nó rút chân mình nữa. Nói kia hỏi sao ông tu nay bảy mấy tuổi mà sao không thấy có gia đình, tôi nói cũng có cái hay, cũng có cái hên. Hay là mình phát nguyện hơi rộng lớn, hên là cái nó không có bắt gặp. Chứ ngủ gục nó vô nó lật úp nó tiêu tan. Có nhiều người đi tu cũng hay lắm nhưng không có cái hên. Là mới khởi lên cái danh, cái có cái danh ta đặt trách cho mình làm chức phận rồi có cái lợi làm như tiền của người ta cúng dân có tình cái rề rề bên rồi thôi sụp luôn. Danh lợi tình nó bủa lưới nó bắt luôn. Còn có cái hay nhưng mà nó hên, nó trặc hoài, thành ra bây giờ còn đứng tới đây. Còn nếu mà nó không hên á, xin nói với ông cọp thì tôi chắc cái lưng móc thích cái đầu cho ông bơm quá. Thì cũng vậy thôi. Ta đang ngoắc ngoải đâu đó này nọ rồi hiện hữu nơi đây, chứ trên con đường dài Đức Phật khi xưa đi giảng quá rồi muốn đi qua bên sông nhờ cái đò. Rồi đang ra đợi đò, cái Đức Phật thấy cái khúc cây mục từ trên thượng nguồn nó trôi xuống. Đức Phật mới hỏi các vị tỳ kheo, khúc cây mục này nó trôi thẳng, nó có ra ngoài biển cả được hay không? Các vị nói dạ được. Đức Phật nói giá chi nó tấp ở bên tả hữu, bên tả ngạn bển rồi nó đi được không? Nó tấp nó dướng vô sao đi? Nó không được. Rồi Đức Phật nói giờ nó không bên tả, nó qua bên hữu, nó tấp bên đây rồi đi được không? Nó không được. Đức Phật nói giờ thôi tả hữu không có, nó trôi sao có cây cồn? Nó mọc chứng giữa sông cái rồi nó cản lại, rồi khúc cây mục này đi được không? Các vị này nói dạ không. Đức Phật nói thôi không có cây cồn, nhưng lại nước sói nó sói vòng. Rồi vậy khúc cây mục này trôi được không? Các vị tỳ kheo nói dạ không. Nó bị cuốn vô trong cái dòng sói của cái nước đó rồi. Đức Phật nói thôi hên quá, không có dòng sói, rồi giờ đang trôi lơ lửng. Có mẹ nào đó hay là ông nào đó bơi cái xuồng ra vớt khúc cây mục này về, cái ông phơi nắng. Rồi ông để ông bung mũi rồi vậy khúc cây mục này ra biển đâu, nó dạ thôi tiêu luôn. Tại khúc cây mục này nó không hên, nó tới giờ cuối mà còn phải bị người ta lấy ra ta phơi khô. Còn người tu mà nó tấp qua tấp lại tấp riết bữa nay ngồi đây được là hay đó, chứ không ai bị ung hết rồi tiêu đó. Nó đốt hết rồi bắt đầu nó thành tro đó, còn gì nữa đâu. Tại ra vậy mình tu nó hay mà nó hên, tôi nói hên. Nhờ qua lực nhiệm sâu độ con thoát chốn vô sầu trần ai, là cái ông mà làm xương viên hay đó, cũng hên đó, chứ không ấy là không hên là tiêu rồi đó. Bỏ mạng xa trường đó luôn, nó ung ông là tiêu luôn. Đó, nó nguy hiểm vậy đó, rồi mình may mắn có tự hào để mình tu thêm, chứ mình đâu có đành lòng ở trong một chỗ. Cái nghiệp lực ma chướng nó chặn nhiều dữ lắm bà con ơi, chặn mình rồi chặn con chặn vợ, nó chặn đủ thứ, nó hiện ra khổ dữ lắm. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Rồi giờ đi vô trong cái bài chánh nha. Rồi nay chừng nào mà ông sướng viên lại nắm vạt áo dài giật giật là tôi xuống đó. Còn ông làm thinh tôi nói tới giờ ngọ luôn đó. À, năm nay bây giờ đây, bữa nay năm nay thì tiệc lễ cùng ăn uống không biết sang năm thiếu mặt nào. Thôi nay nói bù trừ đi. Rồi bây giờ bốn câu xin đọc chánh văn. Nhân sanh hiếu nghĩa, dĩ vi tiên, hành thiện tri kinh, thị sử hiền, kiếm huệ phi tiêu, đoàn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Mấy bà gì này đọc trúng không? Có trật chữ nào nhớ nhắc dùm nha. Trật ly đi cả dặm đó, nó loạn pháp hết à. Bây giờ cái tiêu đề của mấy bài thi văn ở trong cuốn sấm giảng đó, cái chỗ nào mình lưu ý, chỗ nào đánh ngoặc kép, thì đó là chính tay Đức Thầy đặt cái tựa. Như bài Tỉnh Bạn Trần Gian đánh ngoặc kép đó, Đức Thầy đặt. Còn bài nào không có ngoặc kép để trơn đó là do ban biên tập khởi đầu họ tìm được ý chính họ mới đặt lên cho nó tiện bề trong cái vấn đề mục lục. Thì bài Hiếu Nghĩa Di Tiên này là không có ngoặc kép mà do ban biên tập rút lấy cái nghĩa mà đặt là Hiếu Nghĩa Vi Tiên. Mà giờ chúng ta có thể giải thoáng ngang chứ không giải sâu sắc. Nhân sanh làm gì? Chỉ nhân làm người, một đơn vị sống trên hành tinh này khoảng 6-7 tỷ người, là mình góp phần thêm
là một người nữa đó, trong một cái số lượng người đông thì đó gọi là nhân, là con người. Nếu sinh ra đứa nhỏ nó lọt ra rồi là trong cái dân số thế giới họ điền vô thêm một nhân loại đó. Chữ sanh là sống, tức là một người này được cha mẹ sinh ra có mặt ra làm khai sanh rồi đó, là gọi là nhân sanh. Nhưng sinh ra một con người đó là gì? Đó là một cái danh từ, một cái danh từ vậy thôi. Nhưng cái danh từ nó phải đi vào trong bổn phận. Thí dụ như đặc trách ở đây là ông cọp này làm trưởng ban là cái danh, nhưng mà cái phận không có không? Ông ngồi nhà ngồi chơi sơ nước và phận sự không làm, không tiếp giúp trong đời thì nó có danh mà vô phận, không phận sự. Thầy nó sống trong trời đất phải có danh gì với núi sông đó. Rồi bây giờ là con người rồi, nhưng phải có cái phận. Đức Thầy mới dạy thêm, nhân sanh rồi cái phận đó là hiếu nghĩa. Chữ hiếu là gì? Chữ hiếu là con người sống trong gia đình, trên có ông bà, trên có cha mẹ và anh em trong hệ tộc, là phải hết lòng đâu đó này nọ đi theo chí đức của ông bà của mình, nuôi dưỡng cha mẹ trả ơn, người ta gọi đó là nhân sanh hiếu. Còn chữ nghĩa là đi ra ngoài xã hội, đi làm công tác từ thiện, cất nhà cho người nghèo, giúp gạo người đói. Có nghĩa ta gặp mình ta mừng nó mới đó là nghĩa. Thật ra vậy thì sinh nó con người sinh ra là một danh từ, nhưng rồi phải có bổn phận. Nếu sinh ra không có bổn phận, ta nói cái thằng đó đó nghĩa là thấy đi nghiệu nghiệu chứ nó chết chưa chôn. Nó đâu có hiếu nghĩa đâu, trong gia đình nó lại bất hiếu cha mẹ ở ngoài, không tiếp giúp ai, nó bòn mót này nó lấy của người ta, thì thằng đó nó chết mà chưa chôn. Còn cái người làm hiếu nghĩa gia đình, phụng thờ cha mẹ, xã hội tích cực mà có chết rồi, ta nói cái thằng đó, cái chú đó, cái ông đó là chôn rồi mà chưa chết. Sanh di tướng, tử di thần, câu châm ngôn ấy truyền lần đến nay. Thật ra vậy mình sống đây rồi, vậy thôi ta nhìn mình ta phải kính trọng, phải có giới đức. Cũng phải là người anh tài trong nước, phải có người đức độ trong tôn giáo, chứ trụ lũi không có ở trên đời sống chi. Đức Thầy nói đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, đáng thù thẹn cây cùng cỏ. Cái cây người ta cắt nhà được cỏ, người ta làm thuốc để trị bệnh. Có lợi lạc chết rồi tết rồi nó tiết ra cái bông đẹp cho người ta vui vẻ mùa xuân. Cây cỏ mà nó còn phải đem hết sức mình, sự sống chết nó để nó làm vui cho đời. Còn mình đứa hai lòng. Hai lòng tức là người ta kể hai lòng một lòng mà trong gia đình, trong đạo, rằng là hai lòng trở tới trở lui con người kỳ lạ vậy, thì đáng thua thẹn với cây cùng cỏ, thua cây cỏ, không lợi lạc cho ai đứng rồi. Nói nhỏ nhỏ nghe mấy ông này nghe coi chuyện đón đường tôi à. Nói để cải tạo chung nha mấy ông, chứ không phải tôi nói mấy ông nha. Thật ra vậy thì bây giờ bắt đầu vô nhập đề. Nhân sanh hiếu nghĩa vĩ di tiên. Thì ở cái phần tiêu đề có giải rồi, nhân sanh là con người sinh ra đây phải có bổn phận. Nhỏ thì mình thấy bổn phận nghĩa là phải thọ ơn. Rồi lớn phải báo ơn, nó vậy đó. Thọ ơn là cha mẹ lo cho mình, khi sinh ra đứa nhỏ bà thấy và con thấy nó là nó trần văn trụi. Nó trụi lũi có gì đâu, sanh đứa nhỏ đó. Rồi phải nhờ tấm tả trong gia đình hay lấu xóm, nhờ miếng sữa của người ta cho, nhờ miếng cơm của người mẹ nhai mớm nó, thì đó gọi là thọ ơn. Rồi phải nhờ thầy giáo mới dạy từng chữ, nhờ đủ thứ hết, nó bắt gặp trong xã hội này mọi mặt hết. Thật ra đó là thọ ơn. Rồi còn đền ơn thì cái chuyện đó lớn lên mình đủ tư cách, mình phải đền trả cha mẹ kiểu nào đó mới gọi là nhân sanh. À, tới trễ, mấy ông nào tới trễ là chức lớn không đó, đúng giờ mới lợi. Vô ngồi tự nhiên đi mấy ông ơi. Thật ra vậy là nhân làm con người. Thật ra ta vẽ chữ nhân, thí dụ ta vẽ chữ nhân, nhưng mà khi lớn 18 tuổi rồi ta gạch ngang cái eo, cái ta gọi là chữ gì? Chữ đại, là khỏi phải chịu sự bao che của cha mẹ trong gia đình, khỏi phải đối mặt với pháp luật, là chữ đại.
Nhưng nó trào lên chút rồi đó là bắt đầu có gia đình đó, có vợ, có con, có chồng đó, ta mới gạch thêm cái nữa là chữ phu. Chữ phu là người này có trách nhiệm thêm trong đời sống của họ. Nếu họ làm phải tốt đó thì được, còn không là nó họ làm gì, một là thiếu nợ thiếu nần, hai là khóa làng khóa sớm, ba là nó gì lu bu đó, là có nghĩa là không có giữ tư cách đó. Người ta gãi bên đây ta gọi là chữ thất, là mất. Người đó mất tư cách của thất phu, thành ra câu Nho ta nói là quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Người thất phu mất nhiệm vụ phải ra ra chiến trường để bảo vệ đất nước là thất phu. Thật ra vậy thì bây giờ con người của mình á, khi có gia đình rồi là có hai gánh, gánh bên nội bên ngoại, gánh bên vợ bên chồng, nặng dữ lắm, nặng quằn, hai gánh ơn cha mẹ nó khổ lắm. Còn cái độc thân thì nó dễ, độc thân thì người ta cũng dễ thông cảm, ở nhà tranh danh đất không ai nói, mặc chiếc áo rách không ai cười, tiền trong túi không có thì không ai chê. Cuộc sống đơn giản vậy thôi, nó dễ bị ông đó độc thân không có tranh đua thế gian. Còn đợt này có gia đình rồi biết, ông tu sĩ này bắt đầu có gia đình rồi phải nhớ bên vợ bên chồng, bên ngoại bên nội, phải nhớ cái chuyện phải ra rẻ, phải cất nhà cho khá hơn. Tranh đua thiên hạ đủ chuyện hết, trong đó là tất cả mọi sự việc nó đổ dồn lên một sự sống của một con người đối mặt với khổ đau cõi đời này, ra rẻ mà nó khổ dữ lắm. Còn sống phạm hạnh rồi xin nói tam thừa thường bất túc đó, người tu đó ăn ít mặc đơn giản ở trong cái cô liêu nó đúng. Còn người mà không có tu rồi đó là nghĩa là ăn phải ăn cho nó phì da, đồ ngon ăn ngày bốn bữa chưa kịp tiêu ăn thêm nó dư, dư sanh bệnh. Hai là mặc tơ lụa này nọ đâu đó bóng loáng rồi ra dẻ hơn to, nổi mà mua đồ mà để xe xua với thế gian này là chết luôn đó. Đi đám cưới phải mặc đồ này, mời đám cưới kia mặc đồ khác, đi này nó thay đổi hoài, nó khổ lắm. Mà người tu rồi sinh mặc á, nghĩa là mặc bộ đồ rách vậy thôi, cho kính thần vậy thôi, chứ không cần cái chuyện ta khen che đồ đẹp. Còn ở trong cái đơn giản, thầy tu mà cất cái nhà lộng lẫy mà ở để coi chừng á, là ở nhà rộng coi chừng dễ bị cảm. Hồi đó Đức Phật kêu về xây cái tịnh thất nhỏ xíu, nghĩa là bề ngang chừng mét rưỡi, hai mét thôi, nằm trong cái đơn có thước rưỡi cánh tay thôi, nó gọn nhẹ vậy, không có phóng tâm. Còn cất nhà rộng rồi bắt đầu không biết ai đây quét dọn tiếp tôi, nấu cơm tiếp tôi này nọ, nhiều khi có tiền không ai giữ tiền tiếp tôi, chừng đó nó nảy ra. Còn ngủ ở trên cái giường rộng quá, nó tại cái bên rộng không ai ngủ chung trên đó, nó dễ bị cảm. Thật ra vậy trong cái ăn, cái mặc và cái ở phải đơn giản. Thật ra người đó tu mới lâu được. Còn là tu đằng này coi lại là hồi đó tu là kinh kệ, bây giờ riết tu kinh tế không. Kinh kệ bỏ mặc, kinh tế lo phát triển này nó nguy hiểm lắm. Thật ra vậy là nhân sinh, nhưng mà sinh ra rồi là cái phải có cái phận là hiếu nghĩa. Chữ hiếu là chữ Nho ta vẽ là trên cái bộ lão. Bộ lão là người già. Dưới này ta vẽ chữ tử, chữ tử là đứa nhỏ, là con hay là cháu đó. Thật ra vậy chữ tử nó đội chữ lão, là người xưa muốn dặn dò, mình đó là khi mình còn nhỏ phải đội ở trên mình, anh chị mình phải đội trên, cha mẹ phải đội trên, ông bà phải đội lên. Còn đằng này mình cha mẹ ông bà nói mình lắc ngang, mình nói ông bà cũ rích này nọ, rồi lẩm cẩm này nọ, xen vô cái chuyện của tôi đâu đó này nọ, cứ mãi quên mất sự kinh nghiệm của ông bà của mình. Thành ra cái đó là coi như nó muốn nhảy lên cái vai, cái đầu của ông bà nó ngồi đó. Người ta gọi đó là con bất hiếu. Thật ra nhân sanh hiếu, chữ hiếu, xin nói chữ hiếu này nó có nhiều. Một là cái người bất hiếu là phụ bạc tất cả mọi sự việc, cướp lấy tiền của cha mẹ già, lấy để xây xài cá nhân, bỏ khế cha mẹ đi lang thang, xin ăn đầu đường xó chợ, bệnh không có thuốc uống, đói không có cơm ăn, làm cho cha mẹ tủi thân và chết trước thời gian của tuổi thọ là bất hiếu. Mà cái người bất hiếu xin nói không làm được gì lớn trên đời.
đi ra xã hội mà muốn đi xin làm ăn, người ta nói thằng này bất hiếu quá, cha mẹ nó còn phụ rãi, vô cơ quan đây mơi mốt coi chừng nó bán cơ quan luôn. Còn muốn cưới vợ hay là có chồng, nó nói nhỏ này bất hiếu, cha mẹ nó vậy thì chắc nó cưới nó về làm gì, cho nó làm rể làm cái gì, rồi nó để nói tôi giờ đi tu, tu gì bất hiếu. Cái hiếu đó là cái nền tảng, mà nền tảng không có sao xây dựng nhà cửa lên được. Thật ra nhà Phật mới bảo là hạnh hiếu là hạnh Phật. Còn bất hiếu rồi xin nói là cũng như Bà Đề Đạt Đa, A Tòng như A Xà Thế, nghĩa là phá hoại tăng đồ, giết vua tà Bà Tần Sa La, đồ đó là bất hiếu. Trên ngôi vị quần chúng cũng chê bai đủ thứ hết. Quạt này bộ nó đói bụng sao quạt nhẹ hiệu. Xúc mồ hôi rồi. Dặn số cao cao chút đi ông kỹ thuật ơi. Nó pheo phẩy quá. À, thật ra vậy thì bây giờ đi vô trong lãnh vực hiếu này, nó có một là tiểu hiếu, hai là trung hiếu, ba là đại hiếu. Nó phải có vậy chứ đâu phải. Đâu phải nói giờ tôi cho cha mẹ ăn vậy có hiếu, không phải. Hồi đó cha mẹ cho mình ăn, rồi giờ mình cho lại đó chữ nghĩa thôi, đền trả cái nghĩa. Mà cái hiếu phải do cái lòng thành khẩn. Ví dụ đi chợ mua gói xôi về khoai hai tay để trong cái dĩa là cung kính, thưa ba ăn xôi, thưa má ăn xôi, về thấy cái hạch đó, ông ăn đi ông ơi, bà ăn đi. Cái chuyện đó nó đâu có lòng sao cái tâm hiếu trong đó. Thật ra người xưa ta nói là nhân sanh hiếu giả, thị vị năng dưỡng, chí ư khuyển mã, giai năng hữu dưỡng, bất kính hà dĩ hiếu hồ. Ở câu đó nói gì ông Sáu? Câu nho à. Là nhân sanh hiếu giả, hiếu giả nhân là người, sanh là con người sống bây giờ đó. Hiếu giả, hiếu là tức là lo cha mẹ, giả là vậy. Người đời nay quan niệm sự hiếu đối với cha mẹ là nhân sanh hiếu giả. Thị vị năng dưỡng, thị vị phải làm đúng theo cái chuyện là lo nuôi cha mẹ. Đừng cho cha mẹ khỏi đói khát, khỏi bệnh hoạn ốm đau. Nhưng mà thánh nhân nói không phải đâu. Thánh nhân nói là chí ư khuyển mã, chí ư là tột cùng, khuyển là chó, mã là ngựa, mình cũng cho nó ăn chứ. Khi nào nuôi ngựa không cho ăn cỏ, nuôi chó không cho ăn đâu. Cũng ngày ăn hai bữa nữa, nhưng mà có cái bất kính hà dĩ hiếu hồ. Bất kính là nuôi con sinh vật, có khi nào mà khoanh tay nó ngựa ơi ăn cỏ, chó ơi ăn cơm không có không? Thảy đại vậy, gà cũng vậy, thảy đại xuống. Còn cha mẹ mình làm theo hành động giống như sinh vật là bất hiếu. Bất kính hà dĩ hồ, nó không có kính trọng làm gì làm hiếu được. Cái đó tiểu hiếu là còn phải lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau. Khi xưa ông Tăng Sâm đó, ông nuôi ông Tăng Tích đó, là mỗi lần dọn cơm ăn thì đứng khoanh tay hầu. Coi ông cha đang thiếu gì, trong đó cần gì thì bổ túc thêm. Khi ông Tăng Tích ăn xong rồi, rồi dạ thưa cha, đồ ăn dư này nên cho ai? Tăng Tích mới nói, cho lối xóm đầu trên xóm dưới, ông đi cho. Cái quyền đó là cái quyền cơm thừa, mình được quyền, tại sao hỏi cha chi vậy? Cái đó là gửi cả lòng hiếu vào ở trong một cái nhỏ nhặt vậy cho cha mình vui. Thật ra mới gọi là ở cha, ai mà biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn... vì chữ cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì cho biết dưỡng biết tì, vui lòng cho mẹ thì mới ngoan. Rồi nó đi ra ngoài hàng xóm nó khen tặng, mà về nhà cha mẹ gặp nó hết ha, mà thằng này nó trời đất thấm đâm chứ đâu phải con tôi. Ra hàng xóm nó ra vẻ mợp mợp, thưa bác, thưa ông, thưa gì nữa, còn về nhà cha mẹ nói lắc ngang. Cái đó đâu phải hiếu, đó là màu ở hàng xóm thôi chứ thực chất không có. Người ta nuôi cha mẹ, ta nuôi cả tấm lòng chứ không phải nuôi một cái miệng. Còn này cho cha mẹ ăn, nói thôi già rồi không nên ăn dầu, ăn mỡ, ăn muối tiêu cho có chất mặn mòi, đi lại từ thiện xin muối tiêu về cho ba ăn hoài, riết ba cũng chết sớm. Còn không nói má qua con liễu mà ở cho rồi, má đây có ngày má giết con tôi. Nuôi cha mẹ còn kể công, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Mình phải dành lấy phần nuôi, mình khôn phải dành lấy, gì đằng này mình tống tiễn như người khác chuyện đó. Coi như cha mẹ như cục nợ đâu phải. Thật ra vậy là nhân sanh phải có chữ hiếu, mà tiểu hiếu là lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi ốm đau. Còn trung hiếu thì mình biết là khuyến quá cha mẹ. Thí dụ cha mẹ mình chưa ăn chay trường được, mình khuyên má ráng ăn chay, ba ráng ăn chay, già cả rồi hồi đó, và cá thịt.
ba má dồn vô bao tử, mà nếu ai có phép mà hiện ra chắc có lẽ là cá thịt thì nó minh mông thiên hạ. Thôi ăn chay đi, Đức Thầy dạy khoảng tu hành đảm bảo rau tương. Rồi khuyên ba cha mẹ mình cúng lợi, rồi biết nhân quả tội phước này nọ, đó là trung hiếu. đó là hiếu, mà hiếu bực trung. Còn đằng này mình nói thôi tôi đi tu à, thôi công chuyện nhà này nọ đâu đó thì để lại mấy đứa kia nó không ăn chay trường, tôi giờ ăn chay trường tôi vô cốc tôi ở, xịt thuốc này nọ đâu đó làm gì đó, ông bà kêu mấy anh em kia kìa, tôi không làm nữa, bị tôi tu rồi. Tu vô đó mà khôn dữ, tu làm biến là tránh đế. Đáng lý là mình có giữ giới biết đạo, mình phải xông pha em út mình này nọ, cha mẹ chưa biết đạo, thôi ba đừng đi xịt thuốc, để con đi xịt. Có tội thì mình quá giải bằng phương cách nào đó, chứ đâu là nói tu rồi cái tự nhiên các cóc vô đó ở, nói tôi hành đạo hành cái gì vô đó ngủ ngày với hành cái gì, rồi lên núi cắt cóc rồi ở trên để tránh né chuyện thế gian. Mình đi phải làm nơi đây nè, tu là tu trong cảnh hoàn cảnh hiện tại nơi đây, cha mẹ không tiếp giúp anh em mà không có phụ giúp, rồi nói lên núi để tu nè, tôi nói thôi lên núi rồi chỗ riết thì ông nào đấy coi mọc phì trên đó bị ăn không, đâu có lao động gì đâu. Tôi nói lên núi làm ơn cũng kiếm công đất hay công thao tác này nọ, chứ nói ăn không đợi người ta cúng dường nữa, rồi riết rồi niệm cái gì. Rồi dưới này ai đâu mà tu hơi sơ hở chút cái đưa lên núi, dưới này bị nó tình duyên ngang trái hoặc giả thất bát gì đó, đưa lên trển là nó cô liêu chiếm kêu dưỡng hú, nó buồn thúi ruột, nó nhớ được chuyện đời xưa không tu cái gì. Thật ra cái người tu mà tu đạo lực mạnh ta mới dám lên núi, để ta luyện lấy những cái đạo lực nào đó trong thanh tịnh. Còn tu dưới này yếu yếu sự sợn, có cô nọ tu mà nó cũng gá nghĩa với cái chú trai nào trong tu sĩ, thế vậy mới bắt áp tải lên trên núi. Tàu ơi nó khóc không mà tu cái gì, nó nhớ ân tình, nó bị thanh lặng, nó nhớ dữ lắm, rốt cuộc rồi kêu kia lên chở về, lên nó khóc không tu gì. Người ta tu tinh tấn mới dám lên núi, người tu giải đãi lên núi nó buồn lắm. Bà con bữa nào mà buồn đi vô trong phòng đóng cửa để cái buồn nó hiện ra minh mông luôn. Thật ra có buồn làm ơn đi nghe đạo này nọ cho giải cơn sầu. Còn buồn đằng này nói tôi buồn đó, để tôi ở nhà chết lớn đó. Nó nung nấu những cái khổ đau thầm lặng là chết lớn nữa. Thật ra nếu có buồn làm ơn xách xe chạy kiếm mấy người đạo nói chuyện, hãy nghe chỗ nào có thuyết giảng đến nghe, còn chỗ nào làm từ thiện thì mình giúp đỡ vậy mới được, đó là tu trúng pháp. Còn nói buồn mà đi kiếp thanh lặng là tôi nói rồi, thôi nó là tự làm khổ mình, chứ có nhân sanh rồi thì hiếu là trung hiếu, rồi chị hiếu trung nó bực trung, nó phải làm cho cha mẹ ý thức đạo đức. Còn đại hiếu là như một kiều liên đó, mình phải tu phạm hạnh ra dĩa cha mẹ mình thấy mình là cái người tu đúng, tu tốt, chứ không phải nói mày cỡ này đi dạo qua công chuyện nhà này nọ kêu mày về làm mày tránh né, nói cỡ này lo vô cốc tịnh tu, lúa không ai làm này nó rẫy không ai tưới này nọ, nói tu cỡ tu lớn lắm, tu cao cao cái gì đó tránh né. Thầy tu nhiều kẻ biết lười quá tai, tu riết làm biết. Người tu phải sốt sắng lo làm ăn này nọ đâu đó, đảm đương mọi sự việc về xã hội trong gia đình tích cực vậy mà gọi là tu. Chứ đâu phải ngồi ông cóc lên điện Phật nói tu chuyện đó đâu có được. Thật ra đại hiếu là cái người đã phát tu tâm tu giải thoát. Mà Đức Thầy có đưa ra cái mẫu mình thấy đó, mình làm chữ hiếu mê hai chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hai, một liên cứu mẹ bằng nay nhờ người hiếu hạnh tâm rời từ bi. Của người liên khi xưa đó xin nói là cái hạnh đó mới cứu bà Thanh Đề được, chứ còn mình tu chiều cúng sáng cúng, nói tôi cứu giới cửu quyền, mình xin nói cứu mình không xong được, nó cứu giới cửu quyền mình lội ngang sông mà cái xuồng nhỏ xíu chở mình không nổi, còn cục đá của cha mẹ ông bà nó nặng chắc minh mông, nó tôi chở qua nó dốc chứ làm gì, phải đóng cái ghe thiệt lớn mới chở hết nghiệp lực của ông bà mình sang bên kia. Hồi xưa một kiều liên xin nói hồi đó đó ông đâu biết đạo mà nhờ cha là ông phó tướng ở đây trong cái cuốn Một Liên Sám Pháp đó có kể là cha là phó tướng, mẹ Thanh Đề, gia đình giàu có, ông cha quát nhiên ông chết để lại của cả dương muôn. Thật ra mới chia ra một phần thì của ông trưởng giả phó tướng đó để bố thí làm từ thiện, còn một phần cho bà mẹ bà Thanh Đề để chi dụng tuổi già, còn một phần ông sinh ra quốc ngoại để làm ăn.
chia xong rồi bắt đầu ông lên đường đi, của cải ông ra làm ăn 3 năm khá giả. Còn tiền ông trưởng giả để lại để cúng dường thì bà Thanh Đề bà ra giết trâu, giết chó, giết gà, giết vịt, nhậu nhẹt này nọ, rượu trà. Ghét mấy thầy tu lại thì đuổi xô này nọ đâu đó, tiền bà giữ tiền của ông chồng bà xài bậy. Thật ra một Kiều Liên 3 năm đi về cho người về trước thăm coi mẹ mình sao về. Bà nghe nói con mình sắp về, bà bài bố này nọ rạp, tràng khoan bửu cái này nọ đâu đó, làm như mình cúng dường cho chư tăng rộng lớn vậy. Cái chú mà tùy tùng của một Kiều Liên mới quay trở lại nói bà bây giờ chuyển tâm rồi, bà lo chuyện Phật sự dữ lắm. Một Kiều Liên khi đó mới quỳ xuống lại và đi một chút lại là cha mẹ mình hồi tâm. Khi về rồi thì bà mẹ hiên ngang nói đây con đi rồi mẹ làm Phật sự từ thiện ai lợi cũng cho đó. Nhưng mà vài ngày lâu sớm nó mất. Nó nói tại ai bà nhà bà ác lắm. Bà quơ đầu trên xóm dưới, bà nhậu nhẹt, bà chửi những người phải tốt chư tăng bà ghét. Kiều Liên ngã xỉu liền. Là mẹ vậy là ác, nó còn lừng lẫy tiền bạc thêm nhiều là càng tội. Thành ra bà lại nói con ơi người ta nói vậy là quấy. Mẹ thề cho con có niềm tin là trời cao lòng lộng đất rộng mênh mông, mẹ không có làm Phật sự, không chuyển hóa tu hành cho mẹ đau bằng những cái bệnh mà là bệnh ngặt, cho mẹ đẻ đọa xuống địa ngục phải chịu quả báo ác báo tội dạ thế đây. Tưởng đâu thề chơi vậy cho nó rồi, nhưng mà Kiều Liên lại có hơi niềm tin với mẹ. Nhưng mà thời gian ngắn sau lời thề nó có, thật ra bà chết trong cái khổ khó, mắc ra máu hoặc giả gì đó chết, đọa địa ngục. Một Kiều Liên mới thấy sự việc cha mình có phước đôi chút, bây giờ mình chưa tu mà có của, mẹ mình làm ác phải bị đọa, bây giờ đến thành Dương Xá gặp Đức Phật hỏi, chủ yếu con xin xuất gia tu hành làm hạnh tỳ kheo, mà con muốn để cứu vớt cha mẹ về được không? Đức Phật mới khen lắm, chưa có cái hiếu nào, chưa có sự tu nào qua cái hiếu. Đức Phật mới giảng thiết cho nghe, nếu trụ tâm vào trong chỗ đắc đạo cứu cha mẹ thì chuyện đó phước quá vô lượng, là cái nhân khởi đầu đi, sau này cái quả rất tốt. Một Kiều Liên mới xuất gia tu thời gian ngắn đắc được cái quả la hán. Khi đó thành ra ta mới có bài ca ta nói là cầm tích trượng dò đường địa ngục, nghe sạc sào gió lốc cõi u minh, cất tiếng kêu đâu hỏi mẫu thân, con tìm mẹ suốt nẻo đường âm phủ. Hồi đó ai ca bài đó ta? Bài đó ai ca đó? Một mình lặng lẽ đi xuống địa ngục, tìm đến cái chỗ ngục vô gián mới thấy mẹ mình, quá ốm đầu đội chậu máu đến ngồi bàn trong, nghĩa là thực ăn nó biến thành lửa. Lại đó gặp bà mẹ ông mới đem cơm lại, thì bà sợ ngạ quỷ xung quanh nó giật ăn, bà che miệng, cơm nó quá thành lửa, bị ác nghiệp nó đâu có cho thuận cảnh sự sống. Ông thấy vậy mới về vô phương, rồi mới về hỏi Phật. Đức Phật nói cục đá quá lớn mà cái ghe nhỏ chở sao nổi, đức độ La Hán của ông nhỏ không nổi cái nghiệp bà mẹ đâu. Thôi giờ rằm tháng 7 người ta nhập thất, rằm tháng 4, rằm tháng 7 xả thất, rồi các vị thánh tăng họ lưu trú trong rừng. Khi đó về ông nào là thánh tăng, Đức Phật chỉ cho lại đó, rồi thỉnh hợp những cái ghe đạo lực của mấy ông này rồi mới cứu được mẹ ông. Thật ra vậy tháng 7 mùa thu lá rụng vàng ấy, mùa báo hiếu lễ du lan đó, bưng khuân nhớ mẹ sầu ly cấp thổn thức từng đêm suối lễ tràn đó. Dáng mẹ hơi gầy dáng điểm xương, những chiều nhạt nắng khuya sao vườn, mẹ ngồi nhặt lá hay vung sới vòng ớt luống cà của mẹ ướm. Thật ra vậy thì ông hướng về cái chỗ cứu mẹ, các vị thánh tăng chú nguyện dùng thần lực mới rọi cái nghiệp bà này tan ra, giống cục nước đá mà nhiều ánh lửa rọi vô tan nghiệp, bà thoát quá làm người về sau lên trời. Từ trong chỗ đó mà Đức Phật mới thiết lên kinh Du Lan Bồ mà truyền thừa đến bây giờ, gọi là Du Lan là giải đảo quyền. Giải đảo quyền là có công năng để cứu những người mà ta cuộc cái giò người ta treo lên đó, cái đầu giọng xuống đấy. Giải đảo quyền đó là nghịch cảnh mà cứu vớt được, thì hôm nay Đức Thầy chúng ta dạy là do chỗ thành tâm khẩn giới của anh chị em trong đạo mà cầu nguyện cho vong linh người chết được siêu sinh cõi thọ. Làm giờ đặt trách mình cái chỗ thành tâm. Thành tâm là cái đạo trời, cái đạo tự nhiên nhiên, chứ không gửi lên cái danh lợi tình trong chỗ thành tâm đó. Thí dụ mình đi cầu nguyện là mình phải hướng đến cái người chết,
Hồi xưa thánh nhân thì họ làm tròn rồi, bây giờ Phật giáo hảo, mà nếu giờ tìm thánh nhân, tìm thánh giờ tìm ai đâu, không lẽ chỉ ông Sáu này hay chỉ mấy ông kia. Đức Thầy mới đặt trách là thành tâm. Mà trong thành tâm khi mình đi cầu nguyện nó có nhiều cái khởi ý. Một là vì cái chuyện mà tình cảm đi cầu nguyện là chuyện lối sớm xuôi gia, đầu trên sớm dưới thôi, đi cái cho nó rồi. Cha mẹ mình ta cũng đến, cha mẹ họ chết cũng đến vậy thôi, chứ không nghĩ đến chuyện cầu nguyện người đó thoát hay không. Đó là về tình cảm. Rồi đi cầu nguyện vì tự ái. Tự ái là mình tu cỡ này ở nhà, người ta nói cỡ này bộ tu yếu, sao mà không chịu đi cầu nguyện, không đi chung với anh em này nọ. Cái sự nhiên xách áo đi mà nó nặng như lắm trong cho hết giờ về. Lại đó có ông nào mà thiết giảng rồi nó quạo muốn chết, thôi cầu nguyện lẹ ông ơi tôi đi về. Nói thiết giảng hoài nó lâu lắm, không chịu nghe đạo nữa. Tự ái mà đi cầu nguyện. Rồi cái thứ ba đó, vì quyền lợi đi cầu nguyện. Bây giờ mấy người gia đình có hữu sự chết chóc, người ta kính mấy người đi cầu nguyện như lắm. Ta coi như thánh tăng lợi đãi đằng ăn uống này nọ đâu đó đủ điều hết. Ta kính nể đâu đâu có ai nói cái chuyện gì đâu. Rồi kế đến lòng, cái thứ tư, lòng từ bi đi cầu nguyện. Từ bi là gì? Cái người chết đang chờ đợi cái lá đơn của mình, nộp vô cho người ta đủ điều kiện để thoát quá. Cái bài, cái lá đơn này là do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết ra, mình chỉ điền trong đó nai con vậy thôi, chứ mình đâu có viết lá đơn. Lá đơn hữu hiệu trong hoàn cảnh đây. Mà nhiều khi đi cầu nguyện rồi lại đó ngồi nói chuyện hoài, không chịu cầu nguyện rồi ăn hoài. Mà lá đơn ta cần nạp mà ngồi đó, ngồi chơi sơ nước hoài coi được không? Cái người mà vì lòng từ bi ra đêm nay họ phải ngồi thiền tịnh độ, nó dày đặc công đức mới đi dám đi cầu nguyện. Còn đằng này vào trong nhà của chị anh còn nhiều bàn Phật vắng tanh bụi mờ, chiều quên cúng lại hững hờ, sáng là ngủ tuốt thiên cơ chỗ nào, xách xe chạy cầu nguyện. Cái vong nhân này chết nó thành quỷ thành ma, nó biết được trên đời, nó dòm vô nó biết ai là cầu nguyện mình. Thí dụ thấy mấy ông này ông Sáu không cọp rồi là anh mừng hết, biết mấy ông này lá đơn hữu hiệu đó, nộp lên quan tòa tôi được, nghĩa là giảm án. Rồi gặp cái thằng này nó ăn trộm, nó khoe của mình, nó tội lỗi là cầu nguyện hết ham rồi. Thấy nó vậy chứ nó niệm nó đọc trật lắc mà không thật tâm. Thật ra vong nhân con quỷ con ma đó nó buồn lắm chứ phải không. Thật ra người mà đi cầu nguyện là phải, nghĩa là phải ăn chay trường, phải cúng lại miên mật. Niệm Phật đâu đó này nó có công đức mới đi cầu nguyện người ta chứ, tâm hơi tâm hắc mà đi. Đi làm sao chiếm bữa nay tôi được mười mấy đám đó là tôi khó hay rồi, nói bữa nay hành đạo. Mà lợi đó bà con thấy ta đi riết về chắc đau bao tử luôn á. Bị đi lại chỗ nào ta cũng đãi, ta dồn chứa này nó đâu đủ đủ thứ. Thật ra vậy thì xin nói là người này phải phạm hạnh mới dám đi cầu nguyện. Còn không thì cũng phải, nghĩa là phải chuyển hóa trở lại làm thầy tu. Còn nếu thầy tu rồi, thầy tu tốt rồi thì cầu nguyện mấy ma anh mừng, mấy quan hồ hiếu tử nó mừng lắm. Vì nó chết nó thành ma, thành quỷ, nó còn chờ đợi thẩm phán. Ví dụ như đám chết của đầu trên mình là người ăn chay trường tu hành lại cầu nguyện. Ở trên đó thôi để trả lễ. Nhà cha mẹ anh đó chết mình lại cầu nguyện. Mà hồi đó anh ta ăn chay trường, ta tu phạm hạnh niệm Phật ta cầu nguyện. Còn bà đằng này mình ăn chay kỳ. Mà con người không tốt rồi mình trả vậy có đủ không? Có trả có nổi không? Thật ra người ta ăn chay trường, ta cầu nguyện cho ba má bệnh. Giờ phải ăn chay trường, phải tu tịnh độ niệm Phật cho nhiều mới trả được. Đành thế vừa lời lẫn vốn. Còn mình tâm hơi tâm hắc nó đưa đi trả lễ, trả nợ. Nó trả cái gì? Thật ra mấy ma nó dòm vô mấy ông này thấy hết ham rồi. Ông này còn thua tôi nữa, đi lãnh tôi giống gì? À, thật ra vậy cái đại hiếu là cái người Đức Thầy đưa ra cái mẫu một kiều liên đó, là cái mẫu đó là đại hiếu. Mình phát tâm tu giải thoát hơn, hàng ngày đọc tụng mấy bài nguyện, mình có nương theo bài nguyện đó để tu hành hay không, hay là đọc lấy có, đọc để trả nợ cho Phật Pháp. Đọc xong rồi buông ra rồi, tôi nói cái người hồi nhỏ ngồi quán nói chuyện này nọ với bạn bè rồi kiếm chuyện làm ăn kinh tế. Lớn thôi phải ngồi thiền, mà lớn không ngồi thiền, lớn cũng ngồi quán nữa. Thí dụ cúng xong rồi cởi cái áo nhảy ra cái quán kế bên ngồi nói chuyện đời cho tới sáng. Nó sai pháp. Thật ra cái người nhỏ thì ngồi quán, người lớn mới ngồi thiền. Mình cúng xong rồi phải ngồi thiền niệm Phật. Mình cúng xong rồi cởi chiếc áo cái rẹt giống như trả lễ, đọc mấy bài nguyện rồi vậy là xong. Đó, bữa nay tôi xong Phật Pháp đó. Rồi bắt đầu ngồi quán xong rồi đợi tới giờ đi làm tuần chiều chạy về, nó bữa nay mệt hết biết, bữa nay tôi đi mười mấy đám,
Tôi nói đầu tiên nhất hồi đó là thầy tu chánh hạnh đi cầu nguyện, bây giờ riết làm thầy đám. Vì thầy đám giống như đi tụng kinh vậy thôi. Thật ra cái người mà lãnh lấy nhiệm vô cầu nguyện là người này xin nói là họ phải khởi lòng từ bi vì người chết. Người chết đang đau khổ bị án tiếc. Mà cái bài văn bản mà để làm đơn của Đức Thầy xin nói là nay con rồi tới nó nhờ ơn Đức Phật thì cũng lại trung chuyển cho ông Phật thôi, chứ mình cứu ai được đâu. Nhờ ơn Đức Phật cũng như trung chuyển vậy thôi. Mà mình trung chuyển mà viết đơn nó trật lắc hoài thì làm sao trung chuyển hợp lệ được. Ở Việt Nam mình Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đằng này mình viết tâm hơi tâm hắt nó Cộng hòa xã hội Campuchia, vậy là đơn mình nộp ở đâu. Vô đó ông Sướng Hùng Viên khổ lắm. Bây giờ Sướng Hùng Viên ông đó thấy nói được cái để ông làm hoài. Làm một vài đám đầu thì ông còn thành tâm, mấy đám sau nó quể quái đọc ta nó ráng đọc cho nó mệt muốn chết luôn. Rồi mấy người kia tùy tùng đi theo cũng vậy thôi, làm thinh ông đó ông biểu hối lại. Đứng lên xá cũng vậy thôi, chứ cha nào có niệm tưởng nào đâu. Thành ra hồi xưa Đức Thầy đặt trách là mỗi người đứng trước bàn Phật là mỗi người tự thấy mình có nhiệm vụ. Lỡ đó cầu nguyện, nếu không có thuộc là làm ơn về học. Rồi giờ chưa thành tâm ráng về thành tâm, chưa có đức độ ráng đức độ. Còn giờ bị cầu nguyện đông quá, nếu mà đợi từng người nó lâu, thành ra phải đặt trách cho Sứ Ngôn Viên, phải dùng máy phóng thanh lên đọc này nọ. Rồi mấy người gọi là mấy người niệm Phật viên lại đó, rồi mấy người lại đó, rồi ông kia ông đọc nhiêu đọc chứ mình không biết gì. Có nhiều người đi cúng tuần không ăn chay trường mà không có cúng lại, cũng đi chung luôn. Đó là gọi là đông người hưởng chung vậy thôi, chứ còn sau này mà lọc ra rồi là dứt tỳ coi chừng đâu đạt được gì đâu. Lấy quần chúng đông vậy thôi. Thà ra một kiểu một liên khi xưa bây giờ cũng vậy. Nó như ông Sáu này đó, bây giờ nếu dối lên báo hiếu thì cha mẹ ông nhìn xuống đó. Nếu giờ đang ở cảnh giới Cực Lạc nhìn ông thấy mẫu hình rồi sự hành đạo ông vậy là trên kia vui lắm. Rồi cha mẹ giàu cho ở dưới địa ngục mà được sự thông báo cho biết là con có đứa con trên này nó đang tu giải thoát thì dưới kia cũng vui, nó đang chờ đợi một cái ngày để mình được thoát quá đi lên. Còn đằng này nói con ông trên kia 5-7 đứa thấy đi làm tuần hoài, ta báo cáo cho biết nó đi chơi cho vui chứ nó tu hành cái gì. Thì vậy là cứu ai đại hiếu sao có được. Thật ra vì vậy nó có nhiều điểm. Một là bất hiếu là buông bỏ cha mẹ phải đọa dưới địa ngục đó. Rồi chữ tiểu hiếu là lo cho cha mẹ ăn uống đâu đó đầy đủ trong sự sống. Còn trung hiếu là dạy cho cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ đồng tu với mình. Còn đại hiếu là mình phải xả thân để tu tập, ráng tu cầu, phải tu cầu cho linh hồn cha mẹ được siêu sinh về cõi thọ. Thật ra vậy em gọi đại hiếu thì nhân sanh hiếu nghĩa, dĩ di tiên là nó phải đứng đầu. Ở trong gia đình mình làm không tròn, ra xã hội mình là con người quèo móc. Thì thử hỏi con người sinh ra để làm cái gì? Nếu sinh ra trong trời đất phải có danh gì với núi sông mà mình không có trơn đó. Vậy là nhân sanh hiếu nghĩa, chữ dĩ là đứng đầu, chữ dĩ là căn cứ, chứ chữ nho là chữ dĩ là căn cứ. Nhân sanh hiếu nghĩa, dĩ là căn cứ. Chữ vi là làm, chữ tiên là trước. Bây giờ đừng nói tu cao tu thấp gì không biết, mà coi lại hiếu trong gia đình có không? Còn xã hội này nọ mình được lòng người ta, giúp đỡ người ta hay không? Tôi mới nói mấy người đi khuyên ta làm từ thiện mà mình không làm từ thiện. Khuyên đi đâu cũng nói là ráng bố giúp này nọ, xin tiền ra dùng ngoài để cứu trợ này nọ, mà bản thân người này không làm từ thiện. Nếu nói sau này mà đầu thai lên sớm nào đó ai làm từ thiện ta giàu hết, còn mình nghèo, mình chỉ khuyên ta thôi chứ mình không có làm. Thì một người nghèo ở trong cái xóm giàu. Rồi bây giờ mình khuyên mình làm từ thiện mà không khuyên ta làm từ thiện, sau này sinh lên đó, cái xóm đó là mình giàu mà xung quanh ta nghèo hết, vì mình không rủ ta làm từ thiện. Rồi nó nghèo nó khóa mình ở không nổi nữa. Rồi giờ mình làm từ thiện, khuyên ta làm từ thiện thì xóm đó giàu hết, không ai chinh chạm ai. Đúng phải đó, thì thí dụ như xây dựng này nọ là kêu gọi người ta đóng góp. Sao nó cái sinh lên sớm đó mình giàu, họ giàu luôn. Đằng này mình làm âm thầm đó, tôi không cho ai hùng trơn, mình tôi đó. Thì sau này có sinh ra mình có giàu, cái mấy người kia nghèo cái chuyện nó khóa mình đó. Thành ra vậy phải đồng cùng nhau thực hiện chương trình Phật sự trong thôn sớm, cái đó mới thể được đó. Thật ra vậy là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, tức là con người sinh ra phải lấy sự hiếu căn bản trong gia đình, lấy cái chuyện nghĩa xung quanh, chuyện nghĩa là bố giúp
của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí ngọc tòa được lên. Thì cái chuyện đó, đó là vi tiên, là khởi đầu sự sống. Đừng có nói tôi tu theo đạo này đạo nọ, pháp này pháp nọ, mất công nó cái pháp thực tế mà đằng này mình không làm, đi làm pháp gì vậy? Pháp nói, pháp Phật là pháp hành, pháp đắc, còn pháp nói thì xin nói thì cũng như ngôn ngữ nói cho nó thoáng ngang. Vì cái nhà Phật đó nó khác hơn ngoài đời. Ngoài đời đó là tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, còn thâm ý mưu mô đủ thứ. Còn trong đạo là dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới không mấy khác. Bà con ra ngoài đời đi với này, đi cái đám cưới, đi đám dạ hội, đi tiệc tùng này nọ, toàn nó dốc nhau không, khen tặng đủ điều. Thấy cô cái bà kia mặc chiếc áo dài đó, áo dài đẹp quá, khen vậy chứ rủa bà này áo dài này, mới mốt bà mắc còn giả lỗi thời bà phải may áo khác. Mình giàu lại nói tôi thấy anh giàu tôi mừng, coi cho nó rủa, nó mời mốt rồi mày làm ăn thất bại. Bị ngôn ngữ thế gian nó trái nghịch với cái lòng của họ. Còn người đạo nó khác, người đạo là thấy thương và nó thương thiệt, ghét ghét thiệt, nói thẳng là thôi. Đó mới đạo, dùng từ ngôn nói tận đáy lòng mà, dù trên dưới không mấy khác, lợi dự đi xong rồi đây nói sao. Bà con phát biểu bữa nay trong cái trao đổi Phật Pháp rồi đây được, ồ hay quá, tốt quá. Cái về tự nhiên khoe khoáng nói thấy vậy chứ sơ sức dữ lắm, tôi lợi không mời tôi uống nước ăn cơm, thiếu cơm. Trong đó người này nó đối đãi tôi làm như khinh miệt số. Ở đây nó ở đây thì nói phát biểu là hay, mà về nhà phát biểu ông bảy. Còn ở đây nếu ta làm trật thì cứ mãi sai, có nghĩa sửa chữa nhau, bị đây là cái chuyện chung. Còn trong ban trị sự cũng vậy, mình thấy khả năng đâu làm đó, chứ đâu hỏi không làm mà đứng ngoài rình rập chỉ chỏ nó bậy bạ chuyện đó. Cái đó nó thuộc về đó là tâm ác ma, đâu phải là tâm chân thật của Phật Pháp. Nhân sanh hiếu hỷ vị tiên, hành thiện tri kinh. Rồi bây giờ hành thiện tri kinh, bây giờ phải hành thiện. Bây giờ nãy giờ nói này nọ hiếu đâu đó này nọ, Đức Thầy mới nói thêm phải hành thiện. Chứ hành là làm, chứ thiện là lành. Mà đạo Phật là chủ trương cái lành thôi, chứ không nói chuyện gì khác. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỹ thì chư Phật giáo. Lời Đức Phật dạy là làm hết các việc lành, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng trong sạch. Ba đời Đức Phật đều dạy vậy. Bây giờ lành, bây giờ coi, giờ đầu tiên nhất bây giờ coi lại đó, thì lấy cái căn bản khởi đầu đó là thân mình đó, có lành không, miệng có lành, ý có lành không. Bây giờ thân mình nó còn có sát sanh đạo tặc tà dâm không, miệng còn lưỡng thì cái ngôn mắt khẩu vọng ngữ hay không, ý mình còn tham lam sân nộ mơ hay không, mê si hay không. Nếu còn là ác, ác ma. Còn nếu mình sửa lại cho được tốt, Đức Thầy khen là ác trừ xong, hiện ra thiện nghiệp lóng nguồn chân, Phật tiếp dẫn cho. Đó là cái nền tảng để tu tập lên tất cả pháp môn, dầu thiền hay là luật hay là mặt gì cũng phải có cái căn bản khởi đầu là lành. Tịnh độ cũng vậy, Đức Thầy nói nếu như ai cố chí làm lành đó là vậy, thân còn sát sanh hay không, còn sát với sinh vật, nhìn lại trong bữa cơm của mình có máu thịt chúng sinh trong đó không. Các học giả phương Tây họ bảo rằng trong bữa cơm nhân loại mà không có máu xương thịt chúng sinh đó, đó là thái bình. Còn có xương máu thịt trong đó là thịt lền trong canh ngọt, sát khí thấu trời xanh, tiếng kêu trong lò thịt gây thành bãi chiến tranh. Chiến tranh tàn khốc giết chóc này nọ là do sát giết nó đầu thai lên xuống và nó quỷ diệt lẫn nhau. Còn ở đây miền Tây Nam Việt mình hay là địa điểm này là tâm đồng nhau thượng thiện, ngồi trong này có ai đòi ăn mặn không? Khách tới nhà có gà thì diệt trong là nghĩa là ăn thanh đạm, ăn đi lên, còn ăn đó ăn đi xuống. Thật ra vậy thân không còn sát sanh. Thân không còn đạo tặc, tức là ban đêm đi lấy của người ta có không? Đâu không có, ban đêm lo tu hành này nọ chứ đâu có đi mà lấy của người ta. Và tà dâm, chữ tà là không chấm với dâm là ương trọng. Lỡ ở đó cha mẹ này nọ ông bà định đoạt thì cái dâm nó đẻ ra một vài đứa con rồi đó, dâm đó là không ai rầy, không ai quánh. Còn đằng này có gia đình rồi là quèo móc. Ông ăn chả bà anh em đó là dâm nó ương bậy đó. Cũng dâm nữa nhưng mà ta gọi là tà dâm. Muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn vị giữ tà dâm đứng trước. Mà dướng vô đó rồi xin đó là phẩm hạnh đâu đó là tiêu mất hết. Cái người mà dâm dục nhiều là thanh tịnh, không có đắc huệ. Ở đó ông Xá Lợi Phất đó, ông con một trong gia đình giàu có đi tu, thành ra cái của cải đó bị nhà nước xung công rồi bên Ấn Độ đó đó. Bà mẹ lại nói con ơi con ráng về cưới vợ đẻ con rồi nó giữ của hết, chứ con đi tu điều này là mất của hết. Ba lần năn nỉ ông bà mẹ đó.
Ông ráng về cưới vợ rồi đẻ được đứa con, mới vô tịnh xá tu lại. Đức Phật nghe Đức Phật rầy cho nó giữ của thế gian mà mất thanh tịnh, để dâm dục là mất thanh tịnh, dướng vô rồi là nó mờ trí, không đắc trên đời. Phải ông tu tập thêm là mấy tháng trời mới lấy định là trần ai luôn đó, mà cái đó ngoài ý muốn. Còn đằng này mình lừng lẫy thêm, mình kiếm thêm này nọ, cái đó là mất trí huệ. Giờ có nói này nọ nói dốc thôi chứ bị thể thanh tịnh không có. Đức Thầy mới nói là nghĩa vợ tình chồng đó là về phần tà. Thì giờ ở đây xin nói là nếu mà cái sanh mình còn sắc sanh đạo tặc tà dâm, còn miệng mình còn lưỡng thiệt, lưỡng là hai, thiệt là lưỡi, nói cho người ta cự lộn, cho nó vui cái miệng, vui cái lỗ tai, mình chơi chuyện đó là ác. Mình không hòa giải được người ta, lưỡng thiệt là ý ngôn. Dùng lời nói của người giàu, dùng lời nói của người lớn tuổi, dùng lời nói người trước chức phận chửi giải, ý ngôn. Rồi ác khẩu, tức là tưởi chửi mắng tục tằn này nọ, đâu đó kêu trời kêu đất này nọ, đâu đó nói ra là mày chết với tao rồi. Phòng ngữ đó láo đó quyện hoặc, chỉ có nó không, không nó có. Nếu còn vậy xin nói nó xảo ngôn thì làm sao mà, nếu sau này làm ông Phật chứ ai chịu nổi ông Phật này. À, rồi bây giờ tu mà còn có tham lam sân nộ mê si, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lừa gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì giàu xấu tốt là dồn chứa. Ta tu người ta xả của đi bố thí, đi cứu trợ cúng dường ta lo chưa xong. Đằng này cứ mãi tính toán lấy của ta vậy, nếu sau này nếu mà ai có đưa cái ông này về cực lạc rồi cũng phải trở xuống à. Bị trên đó của báo nhiều lắm, ông tham lừng lẫy phá rối chuyện sao được. Nếu còn vụ này mà nếu mà ông Bồ Tát nào mà có rước vị tình rước về trên cũng phải trả lại thôi. Lý lịch bất hợp lệ. Ở đây mình muốn đi Mỹ đi mà mình còn thiếu nợ, có bản án rồi, nó lên máy bay mà đưa qua bên Mỹ rồi, nó trả lại Việt Nam liền đó, người này xấu. Còn về cực lạc đó, muốn về cực lạc cho xuông lợi danh tình ái buông cho rồi, mà coi lại lý lịch trên kia ta mở ra ta coi, thấy ta thôi. Cha này về dưới tu lợi ông ơi, lên đây điều này không được đâu. Giống như con siêu vi mà nó lỡ, thôi mấy ông nó lỡ nó lây ngay là chết trên này đó. Thật ra vậy là tham lam là sân nộ nóng nảy, hở ra nóng hở là nóng, nói mấy ông nói là tôi nóng rồi. Cái nóng là cái bậy, cứ mãi khoe hoài. Ra ngoài nóng này nó cự cãi chửi bới thôi, bị sợ người ta về nhà con vợ không ngán nữa, miệng nóng là quýnh rồi. Thật ra thổi đánh đủ thứ được rồi. Tánh nóng nó giống như có họ quẹt để dành về chơi, để coi chừng trời nắng này lâu lâu quẹt cái sạch cái chá nhà mình, chá nhà thiên hạ chơi vậy thôi. Còn nóng nảy đây nọ mà cái nóng nó không phải là người tu hết nóng đâu. Còn Đức Thầy mới dạy, Đức Thầy mới nói nếu ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đạo màu cứu giấc sanh linh, cái nóng nó phụng sự Phật Pháp. Như ông Sáu này lên nãy có nóng không? Má huyết phải phật lên chứ, ông mà lạnh đó hay là bắt động lên hay nói hay là đứng hình đó, vì nó lạnh ngắt rồi sao làm sứ viên được. Tôi lên đây tôi đứng mà nó lạnh quá sao tiếp. Cái nóng đó nó phụng sự cho vấn đề Phật Pháp. Như Đức Thầy nói là cơm được chín thì nhà có lửa, mà giờ ông đã đem cái nồi gạo thảy ở trong tủ lạnh chín không? Phải bắt lên bếp ga, nó nóng mà nó nóng hữu ích. Tu hành cũng phải nóng chứ, đâu phải nói mày cỡ này nóng quá hỏi chứ cái nóng đâu phụng sự đâu. Đức Thầy dạy nếu ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đạo màu cứu giấc sinh linh. Thí dụ như các nhà ngoài đó có nhiệt huyết cắt mới được, chứ kiếm mấy cha mà lạnh ngắt sao cất. Làm gì không biết trên đời. À, thành ra vì vậy ở đây Đức Thầy nói hành thiện, Thầy mới kết luận là đến chỗ si mê. Si mê là mình phải năng xem kinh sách, lúc rảnh việc ta thường coi kệ giảng để giữ gìn phong quá nước nhà, hoặc giả là kệ kinh đọc tụng đêm thanh ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Một quyển giảng mình có đọc hết chưa, đọc được mấy lần? Bây giờ lọc 5-7 lần rồi họ có thuộc đâu bao nhiêu bài. Bây giờ thuộc bao nhiêu bài, nghĩa lý trong đó biết không? Nghĩa lý biết rồi có hành được những cái câu trong nghĩa lý hay không? Còn đằng này sám giảng không có đọc trân đội, nói đạo pháp xem qua chớ gọi thường để trang cho cắt trên đó, không dám đọc. Có ông nọ tôi đi giảng đạo, ông nói thôi chú Sáu ơi chú đừng đi giảng, để người ta coi sám giảng ta tu được rồi, chú nói nhiều khi nó sai. Nghe nói cũng hay quá, để gọi là nguyên chất để đọc. Tôi mới hỏi chứ Đức Thầy có dạy là cần tu cho đạt ngũ hương hơi gương trí huệ ma dương hải hùng. Đó anh giải tôi nghe coi, cái lúc đó ông đứng chận liền. Không giải được.
tôi mới hối thúc, tôi nói bà con đang đợi anh giải hai câu này, anh giải nghe coi. Cái ông nói lẹ làng, ông nói ngũ hương là hành hẹ tỏi nắng kiệu chứ gì chú sáu. Không chịu học hỏi trơn đợi, thật ra nói bậy bạ. Tôi nói ông nói vậy mấy mẹ bạn hàng ngoài chợ bà nào không có hành hẹ tỏi nắng kiệu, mà ngũ hương gì kỳ lạ, đức thầy kêu phải đạt đến chỗ đó là không có học. Nếu mình học sấm giảng không tra cứu thì ta tra cứu sẵn mình nghe, dù không thông kiếm bạn minh tình học hỏi người trí thức, mình không chịu đi nghe giảng đạo, không có trao đổi qua lợi nhau. Đức thầy nó bàn với luận, nó coi chân lý sao không bàn luận. Còn đằng này tranh với luận, đang dành cơm cá, tranh luận không mình ăn chay rồi dành chi cơm cá, dành chi đó ngoài đời người ta. Bàn với luận, bàn qua bàn lại này nọ để lộ hiện những cái chân lý cao sâu. Một đêm tâm sự chuyện trò bằng màu đọc sách tò mò 10 năm. Nó là hành thiện. Hành thiện có nền tảng tốt rồi, có phạm hạnh rồi phải tri kinh, chứ tri là biết, chứ kinh đó. Chứ kinh xin nói chung thì trong sám giảng Đức Thầy là kinh kệ không ngạt ngào, tiếng kệ lời kinh đơn nhờ chư Phật quay thính giáo truyền. Đây là kinh kệ không, kinh là sự nói thẳng. Kinh dạy con người đó, xin nói là nó là mạng hoa, nó đẹp như là người ta mang hoa trên người, nó đẹp bên Ấn Độ vậy đó. Ai đáng giá người ta trồng hoa lên trên đầu, trên cổ. Thằng mặt là trong kinh nói thẳng, không nghe ai nói để cho chúng sanh sửa. Rồi dũng tuyền, ở trong này dũng tuyền là sức mạnh của cái dòng suối nó chảy, cuốc trôi hết. Rồi thằng mặt là kinh nó làm gì sợi dây nó nẻ một cái rồi thẳng băng, không có xê dịch. Rồi trong đó là hiển thị, hiển ra tất cả những nhân sinh quan, vũ trụ quan trong này. Thật ra kinh là dễ, kể là dễ. Đức Thầy mới nói ngạt ngào tiếng kể lời kinh, ơn nhờ chư Phật chư quay thinh giáo truyền. Thì chỗ này Đức Thầy mới nói hành thiện rồi phải tri kinh. Một là phải đọc chánh văn cho thuộc nhiều. Mình là một là nội điển đó, ở trong sám giảng mà mình không thuộc, nó bỡ ngỡ trên đường tu. Mỗi người phải thuộc hết. Ở đây có ai thuộc hết cuốn sám giảng không? Rồi có ai đọc cuốn sám giảng được mấy lần không? Thật ra khi đọc đó là nó thuộc về đó là nội điển. Đó là pháp vô ngại biện, rồi phải đi vô trong là từ vô ngại biện là những từ ngữ. Đức Thầy nói là hạ quân đã đời rồi, hạ quân là cái gì? Nên đọc thuộc câu đó là hạ quân làm gì? Thật ra phải tri ra chữ hạ là thấp, chữ quân là chu kỳ. Nay đã đời là chu kỳ, này là chu kỳ cuối, tận cùng của cái cuối. Mình phải hiểu vậy. Thật ra vậy thì bây giờ phải đó là gọi là đó là từ vô ngại biện, rồi nghĩa vô ngại biện là câu này. Cái nghĩa Đức Quỳnh Giáo Chủ Đức Thầy dạy là cái sự sống nhân sanh tự trên nó trôi xuống dưới này là tận cùng của cái đáy rồi, như ly nước cặn rồi, sắp sửa đổ. Nhưng mà có người nào đó kỹ sư quá chất họ bảo rằng thôi đừng đổ, để họ bỏ vô những cái quá chất cho nó trồi cái chất trong lên để vớt lấy để xài. Thì giờ cũng vậy, bây giờ thì mình đáng lý Ngọc Hoàng ngày muốn xử tiêu cho rồi. Nhưng mai bắn Minh Dương có đứng không ngồi, xót xa vàng ngọc bồ hội tâm trung. Thật ra vậy thì biểu mình quẩn. Đức Thầy nói là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Đây là gia hạn mốt mà mình không dám trồi lên, mà đàn này còn nũng nịu nữa, thử hỏi vậy là chết cũng vừa lắm rồi. Vậy hành thiện tri rồi, mình tri rồi đó là hiểu kinh rồi, cái nghĩa là tối rồi. Cái cõi đời nó tới mà mạng thọ cũng tới rồi, thời gian trôi qua tuổi già cũng đến rồi, sống mót thôi. Có người hỏi tôi sự sống mà sao, tôi nói sống có ngày một, bữa tôi giảng bên kia. Hỏi sao ngày, tôi ngày nay tôi kiểm tra đường huyết tôi mà nó không đúng nữa. Hoặc giả huyết tôi không đúng rồi ngày nay chết. Nhờ bữa nay kiểm tra được mới sống được ngày đi giảng thế này, rồi mới bắt đầu kiểm tra ngày nữa. Còn bỏ lẳng chừng từng lễ đó, xin nói rồi phải đứt não chết luôn. Là sự sống cái tuổi tôi chỉ sống có ngày một, và ngày một kiểm tra kỹ mới được sống, còn kiểm tra dở là chết. Đó là nói một ngày nó dài, chứ Đức Thầy nó cuộc thế trao dồi mượn thất hơi thở ra mà quên hít vô đó là chết, chết chút đây là chết. Thì vậy là nghĩa ngại biển, cái nghĩa của sự sống người là vô thường, chết cái bên. Mà chết cái bên rồi còn tham đắm chi nữa. Cầu danh cầu lợi cắt già cho rộng lớn, mua xe cho đẹp, làm chức Phật cho cao chi nữa. Tạ ơi, mình cũng như là nó thuộc về tội nhân rồi,
cảm thấy gian dường thể chống âu tàu ở trong này nó khảo mênh mông hết, còn vui sướng gì nữa đâu bà con. Thôi lỡ nó có đâu ngồi đó đi, lỡ có gia đình tu theo gia đình, lỡ có nhà giàu tu theo nhà giàu, lỡ có của tu theo có của, đừng có dòm ngó xung quanh mà chạy theo là chết lớn đó. Nó chưa tới điểm mà nó đã kiệt sức rồi đó. Thật ra vậy thì hành thiện tri kinh, nếu mình tri mình biết được cái từ ngữ, biết được nghĩa lý xong rồi thì phải đưa qua cái nhạo thuyết cho ngoài biển. Nhạo thuyết là nói rành rẽ, nó hợp với chánh pháp, nó hợp với căn cơ chúng sinh. Nói đâu ta nghe biết đó, ta giác tỉnh tu hành, một đàn này nói ta quạo. Nói trật mà đi giảng đạo sao nói được. Cái người nói thông tâm phải thông như nhật nguyệt chiếu trên không, duy truyền pháp thấy tánh xuân thế phá tờ tông. Ví dụ như đạo Phật giảng chay trường mà tự nhiên mình còn ăn chay kỳ lên giảng chay trường vậy thông không? Mình ăn chay trường mới dám giải pháp chay trường, mình niệm Phật giỏi mới dám giải pháp niệm Phật giỏi. Đằng này tâm hơi tâm hắt mà đi giảng pháp của Phật rồi thôi thôi xin nói là nó giống như củ quý mà đựng trong cái ôm mà ôm dơ. Phật pháp mình chứa trong người, trong tâm của mình mà tâm mình xấu quá chứa sao được. Chân thật ngữ của Phật mình chứa vô cái tâm ác của mình, nó chứa ra chuyện đó là không được rồi. Phải cho nó tốt. Để nhạo thuyết cho nghe biện là mình nói ra toàn là lời lành hãy gắn ghi. Huệ tâm khai ngự chuyển quyền thông sanh hồi thiện đô câu thành thật. Phải có huệ xong thông sáng về tâm linh mình mới đạo nói đạo được. Nói thông tâm phải thông như nhật nguyệt chiếu trên không. Thật ra hành thiện tri kinh thị sĩ hiền. Chữ thị nó là đúng, chữ sĩ thì người có học thức. Bà con có học chữ nho biết ở trên này người ta gạch một gạch, dưới này gạch một gạch. Ta kéo xuống là chữ sĩ. Ở trên gạch dài với gạch ngắn xuống là gọi là trên thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung quán nhân sự là người này mới gọi là sĩ. Đức Thầy mới nói là phần sĩ tăng tay trống miệng kèn đó. Còn mình mà dốt nát hoặc giả không hiểu trơn là gọi là loài sĩ chứ đâu phải là sĩ chữ nho. Còn nếu vẽ dưới này thêm chữ tâm nữa là chí, là tổ cùng sự việc. Vậy là nếu hành thiện tri kinh mới thị sĩ là con người đó, trên biết được cái vận mạng của trời, dưới biết được cuộc đất địa lý, nhân sự là biết con người ở trình độ sao để mình giáo hóa. Hiền có hai loại, một là hiền thánh, hai là hiền nhân. Hiền nhân đó là cái hiền này là của đó là thầy Nhân Hồi, lòng đi truyền bá đạo cũng không vô tử. Mà Đức Thầy lại bảo rằng nghèo thầy Nhan màu nước đai cơm nó tươi cơ hàng mà được danh thơm. Hơn quý ngồi ông bà lợi đi truyền đạo thánh hiền, không thọ cơm, không thọ nước người ta. Thật ra đi đâu qua mang cái đãi theo. Truyền đạo mà không hưởng lấy cái quyền lợi của đạo. Thật ra thí dụ như ông đi, ông mang theo cái gối, rồi thấy đứa nít nó ngủ, nó tréo tay, ông nói vậy là cha mẹ sinh ra có cái gối rồi cần chi mang theo ông dục. Ông đi ngang dòng suối thấy ông nọ dốc hai tay bóc nước lên uống, ông nói cha mẹ sinh ra có cái gáo rồi cần chi mang gáo dục nữa. Có người ta nó giản tiện vậy đó, còn mình là làm thêm không mà. Một bầu nước, một đai cơm là mà đi trước khi giảng đạo mang theo cái đai, tức là cái gì này, để trên cái eo này là đai, bầu nước. Thật ra không có thọ dụng người khác, nhưng 31 tuổi là yếu, chết, không tự than. Không tự buồn, không tự nói vậy như tay trái bị đứt, bị đâu có một con người. Gọi là Nhan Hồi không vi phạm một lần thứ hai trong cái tội. Nghe thầy rầy rồi đã bỏ luôn. Còn mình hằng ngày cải hối ăn năn mà cải hoài, sáng đọc chiều đọc mà cải hối ăn năn hoài. Đọc hoài mà cứ mãi dướng hoài. Thà đó khi chết rồi không tử mới có cái bài than ai quán khi xưa là quá nhà ông đờn đó. Bà cái bài mà không tử than khóc thời gian hồi đó. Là hiền tai hồ giả, nhất đăng tự, nhất biểu ẩm tại lậu hạng. Nhân bất kham kỳ ưu, hiền giả bất cải kỳ lạc, hiền tai hồ giả. Câu đó nói sao không sao? Dịch ra chữ nôm mình là hiền tha cho trò hồi. Một bầu nước, một đai cơm, cam lòng nhận chịu, người khác không thể làm được cho trò hồi. Trò hồi không đành lòng đổi cho cảnh khác, hiền tha cho trò hồi. Cái đó mới gọi là chữ hiền, đó là hiền nhân. Còn hiền thánh đó, 52 cảnh giới của bậc hiền đó,
50 cảnh giới của hiền, đến cái hiền mà đẳng giác đó, đẳng giác của Bồ Tát đó, thì trong này có thập hiền. Ông Xá Lợi Phất là người tu, đang tu thập hiền. Bữa đó ông đang đi hành khách, có người ngoại đạo mới chặn lại nói ông là thầy tu mà ông có hai con mắt ông dư, mẹ tôi nuôi hai con, thầy thuốc bảo rằng nếu xin được con mắt thầy tu gắn vô mẹ tôi sẽ thấy được. Thôi vậy xin ông cho ăn con đi. Ủa xin vậy mình cho không? Thật ra con mắt đau lắm chứ, bụi bay vô chịu không nổi. Mà thật ra ông thấy vậy, ông thấy ông này nói hay quá, ông móc mắt cho. Ông nói thôi cho ông móc, tôi móc mắt đó. À, thì ông kia nói ông cho thì ông móc. Xá Lợi Phất mới dùng cây nhọn mới móc con mắt đưa cho ông kia, thì tưởng đâu em chuyện, ông kia lại rầy. Ông nói ông cho mà tâm hơi tâm thất, không hỏi con mắt nào xài được vậy không. Thầy thuốc nói con mắt phía hữu xài mới được, ông mắt phía tả sao xài. Rầy ông một chập, ông thấy vậy là mình bậy, nãy quên hỏi vụ này. Thì vậy thôi móc hai con đưa ông, đưa cha kia rồi cái tự nhiên nghe tiếng động, ông thảy xuống dưới đất, ông chà bỏ. Ông nói con mắt thầy tu nó thơm lắm, mắt cha này sao nó tanh quá, chắc không phải tu, xài không được, dục bỏ. Thối thất đạo tâm liền, chữ hiền mất liền đó. Người đâu mà cực ác thử sao, cực ác dữ mà ta cho mà không biết cảm ơn, còn lại chửi bới nói người không tu, người tu. Trời đế thích mới hiện ra, làm cho ông sáng mắt lại, nói đây là thử ông coi hiền ông đến cỡ nào. Hiền đến cái đổi hai con mắt cho rồi mà người ta nói lời bất chánh mà ông còn khởi lên lòng sân, vậy là chưa phải tròn chữ hiền, phải tu lợi. Thật ra coi chừng mình tu những thử thách đang dây con đó, nên ngã lòng công khó tiêu ta. Có thử chưa? Chồng thử vợ, vợ thử chồng, con thử cha mẹ. Làng xóm thử nhau này nọ đâu đó, nó thử không bị mình tu cao, nó thử dữ lắm. Lửa thử vàng, gian nan thử đạo. Thử cái bắt đầu thử cái đây tuốt luôn, thôi đốt cái trái rượu hết vàng giả, em nói vàng tiệt. Thật ra vậy hành thiện tri kinh mới thị sĩ hiền. Kiếm huệ khi tiêu đoàn chướng nghiệp, bị người tu kiếm huệ, sao nó không phải cây kiếm nha. Gương trí huệ từ bi chấm gión hay là thuốc cơm vàng lên ngựa xong qua, không có phải. Người ngoại đạo họ tưởng đâu sao Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy phải có cây kiếm. Cây kiếm ở đây là biểu tượng cho sự sắc bén, nó có công năng chặt đứt mọi sự việc hệ lụy thế gian. Thí dụ mình ăn chai kỳ là sợi dây chai kỳ nó trói này nọ, mà bây giờ mình ăn chai trường được là rất cứng huệ mới chặt được đó. Khi mà đổi kỳ mà qua trường, xin nói là lơ mơ kiếm huệ yếu là không thể được. Hồi đó mình tu theo kiểu cách gia đình, bây giờ mình tu giải thoát là kiếm huệ. Sự sáng suốt nó chặt đứt mọi cái sợi dây tình ái. Bị thế gian này nhiều dây nó giật lên, muốn tu giải thoát nó giật lại, muốn niệm Phật nó giật lại, muốn cúng lại nó giật lại, muốn bố thí nó giật lại. Bây giờ dùng ngươm trí huệ cắt ngay lòng phàm, cắt hết. Nhưng mà có cái ái khó cắt nha, không sao. Ái nhiễm về chồng vợ, ái nhiễm về vật chất riêng sở hữu của mình đó. Hồi đó có anh chàng này khi nghe thuyết giảng rồi anh bừng tỉnh đi tu giải thoát. 5 năm biệt tích ở trên chùa, vợ không biết trốn lánh đâu đó này đó. Bữa đó bà vợ sao phát giác được, ở trong cái chùa nào hẻo lánh đó, lại gặp không nói chuyện tu hành mà nói câu thế này, nói ông ơi cái chuyện ông mới đi tu, tôi gánh vác chuyện ở trong gia đình nợ nần này nọ, con cháu ruộng đất đủ thứ để cho ông tròn cái hạnh đạo ông. Mà gần ở lối xóm có anh hai này thường tới chơi, hồi đó cũng bạn thân của ông. Cách đây 3 ngày anh lại nói thế này, anh nói ảnh đi tu riêng ảnh chị nhà cực khổ quá, tôi thấy cũng động lòng. Thôi xin phép chị cho tôi thế vô cái chỗ ảnh được không? Tôi không dám ưng lời, tôi lên hỏi ông có ông chịu hay không, ông khỏi cần suy nghĩ. Ông nói bà đừng hứa để mời tôi về tôi tính. Cái bữa qua bữa sau ông sắp bị đi về luôn. Thôi về ông tính. Là đó là cái đáng lý là phải nói mô Phật. Tín nữ phương xa đến đây thì nghe kinh pháp thì bằng đạo giảng cho nghe, còn chuyện thế gian đừng đem vào cửa Phật. Mô Phật cắt đứt dây chuông. Thôi đằng này quả sao về, thì đó là cái gươm ông. Cái gươm nó bén mà không dám chặt. Nó còn nhún nhường như khi xưa mà Đắc Kỷ bị bắt rồi, tất cả mọi người ra mà để chặt đầu Đắc Kỷ, nó than đủ thứ, than cái rụng rớt gươm luôn. Chỉ có cây gươm của ông trong Hồ Lô, Lục Yểm hả? Ông đó coi chuyện tàu hay hơn. Lục Yểm đọc thần chú, dở nắp bay lên, nó bay dài vòng Đắc Kỷ rồi mạng ta tới số rồi, tự nhiên dưới này đứt đầu.
cái gươm đó nó không có vị tình, còn gươm của Na Tra cũng vị tình, chắn gì đó trong đó nhiều quá tôi quên mấy ông đó, lâu quá bị không có quen mấy ông, thật ra không có nhớ. Thật ra vậy dùng cái kiếm huệ phi tiêu, nếu có người có trí huệ rồi xin nói là mọi sự việc đều chúng ta cũng phải chặt đứt hết. Nhà Phật mới đưa lên là duy tệ thị nghiệp, đi vào trong nhà Phật lấy cái sự sáng suốt làm sự nghiệp thầy tu. Bất quý tham sân khởi, di khủng tự giác trì đó. Đừng sợ tham sân nổi lên mà sợ người không có trí huệ. Không có trí huệ rồi mình sẽ nói là nó nhầm lẫn lắm. Tâm não bích bê tha chậm trễ, nói tu cho giỏi nhưng mà lê quay cũng dướng ra. Mình không có trí huệ, cũng như đi ban đêm mà không có gắn cái đèn khóa, chạy bậy chạy bạ coi như lọt vô bờ lệ. Tu hành không có trí huệ, phải có là huệ tâm khai ngự chuyển quyền thông sanh hồi thiện đô câu thành thật, tâm bình tịnh được thì phát huệ. Thật ra vậy là hành thiện tri kinh thì kiếm huệ là con người phải có sự thông sáng. Mình sáng trên văn tự, mình sáng trong chỗ suy gẫm, mình sáng trong cái chỗ, trong cái chỗ tu chứng, mình nương theo trí huệ của Phật hay là dò xem coi kinh điển coi chuyện đó phải hay không. Còn cái mà mình đắc rồi đó là tự nhiên nhiên nó xảy ra. Thí dụ tôi đi giảng đạo, người ta có hỏi mà tôi suy nghĩ để trả lời, đó là cái biết tôi chỉ có 50% thôi. Còn khi người ta hỏi mà tôi tự nhiên tôi trả lời liền đó là được 70. Cái đó cái mình đang có. Còn cái suy gẫm này nọ đâu đó là nó thuộc kiến văn giác tri, tự học hiểu vậy thôi. Thật ra vậy thì kiếm huệ là phải có sự thông sáng. Tu mình tu đến cỡ này thì phải có sự sáng suốt, mà không có huệ rồi cái đó nó ghé dọc đường, ban đêm mà chạy xe không có đèn thôi thì ghé dọc đường hết. Phi tiêu, chữ phi là mất, chữ phi là bay, chữ tiêu là mất. Nếu người có trí huệ rồi nghiệp chướng tan mất hết. Nó giống như ban đêm là nghĩa là ánh không có ánh sáng thì nó tối, mà khi Phật đèn lên rồi là ánh sáng đi đâu, nó chạy đi đâu. Thì con người mê muội này nọ khi tu mà nó có huệ nó sáng rồi thì cái đó nó chuyển vô minh, nó chuyển trở lại thành gì, nó gom lại để cho một sự sáng suốt của người của mình, nó cũng trợ pháp cho mình sanh tử là niết bàn vậy đó. Thì kiếm huệ phi tiêu, đoàn chướng nghiệp, cái nghiệp chướng con người đó là cả đoàn, là chứ không phải chuyện thường đâu. Đức thầy nói là nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân, thật ra trong sự tu nó trở ngại nhiều dữ lắm. Nó cả một đoàn vậy mà khi có trí huệ rồi cái đoàn này tiêu mất hết, đừng sợ. Như ban đêm đó là ánh tối cả đoàn nó mù mịt trong đêm hôm, mà Phật cái đèn lên rồi thì cái đoàn đó đi đâu. Vậy là kiếm huệ phi tiêu, đoàn chướng nghiệp. Còn nếu không có đạt huệ rồi đó là cái nghiệp nó bắt đầu nó phủ trùm lên là tiêu mất hết. Đức thầy mới nói là các chúng sinh đều có như ta, nhưng bị vô minh đó, vọng tưởng dạy tà nó quay lộn ta bà khỏi khổ. Thật ra cái đoàn chướng nghiệp nó phủ lại là vô minh. Giờ còn bây giờ phải dùng pháp môn niệm Phật, phải có huệ, phải có tuệ giác, tu mà tu riết mà nó tối hù đó là coi chừng là bị nghiệp lực nó sai sử, nó lôi không hay, giống như người mù người ta dẫn đi không biết dẫn đường, dẫn đường nào. Giờ là kiếm huệ khi tiêu, đoàn chướng nghiệp là có tuệ giác, có thông sáng, thông sáng về tâm linh chứ không có thông sáng học hỏi, thì nó sẽ mất hết nghiệp nó lôi. Thầy tu người ta tu cao, chừng nào tu cao thì nghiệp nó dẹt đi. Ban đêm mình chạy, ánh tối nó dẹt dẹt cho mình chạy. Mở đèn pha, đèn led một cái rồi là chạy gió gió. Còn ban đêm mà tầm đường nó địa ngục là chết. Kiếm huệ tiêu, đoàn chướng nghiệp thì Phật tiền hướng dực, vĩnh an nhiên. Phật tiền, Phật là sự giác ngộ. Giác ngộ có hai loại, một là bản thể của Phật là các chúng sinh đều có như ta. Còn lịch sử Phật là ông Phật có đắc như Phật Thích Ca, 19 tuổi đi tu. 6 năm đi tìm đạo, 6 năm hành đạo, sau ngồi tại cây Bồ Đề Bốt Qua Gia đắc được quả Phật. Đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp bốn biển, dân lành sùng bái. Là Phật lịch sử à. Bây giờ Phật lịch sử, bây giờ gọi là đây là Phật tiền. Bây giờ nói Phật lịch sử, Phật cụ thể thì gia đình của mình có thờ Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, rồi có chân dung Đức Thầy nữa. Tuy là hữu ảnh vô hình chứ dân lòng tưởng sân trình đáo lai. Là nhà mình có thờ, là mình học theo hạnh Phật. Đó là Phật tiền, là Phật trước mặt của mình. Thật ra mình có dám cãi lộn, mình có dám nhậu nhẹt bài ra phía trước không? Chân dung để đó bất tình tùng tam can, mình có chữ bới trong đó gia đình mà đâu.
con Phật ngự nơi đây coi như là ông Phật là sự hiện hữu của chân thân Phật. Thật ra vậy thì bây giờ xin nói nó là Phật lịch sử, là chúng ta nhà nào cũng có thờ. Người ta bảo đó, rồi Phật bản thể là mỗi chúng sinh đều có Phật. Thì khi mình hành xử tốt rồi Phật tiền, chứ tiền là ở phía trước mình đây, trước mặt mình đây, là mình là Phật. Thật ra nhà Phật mới tôn vinh cho biết là Phật tử, chứ Phật là sự giác ngộ. Tử tức là con ông Phật. Mà Phật con là sao, là thành Phật lớn. Còn Đức Thầy chúng ta đặt trách cho mình đó là Phật Nhi phải được lòng thành. Phật Nhi, chữ Nhi nó chữ Nho đó là nhỏ. Phật nhỏ có ngày thành Phật lớn, chứ đâu phải tu đạo Phật để thành gì. Đức Thầy mới quyết định đó là nguyện tu thành Phật chẳng lầm. Thì tất cả mọi người đều Phật hết. Mà Phật đây là cái Phật gọi là Phật là Phật ở trong một cái nhân Phật, chứ chưa phải là quả Phật. Nhân Phật là gì? Cũng như cái cây xoài của ông Phật đã có trái, mà cái hột xoài của mình nó, ông thẩm định nó trong hột xoài này có cây xoài à, rồi nó có cái tướng cây xoài, rồi nó có trái xoài, nói để cho mình mừng, để trồng. Mình phải trồng chứ đâu phải nói cái nó bực lên làm cây Phật đó, làm cây xoài sao. Thì mình có được Phật tâm, nhưng mà Phật đắc chưa có. Thì có tu mới có đắc, chứ còn đằng này nói theo kiểu mấy cha tu thiền đó, thôi mình là Phật rồi khỏi tu. Lòng bình đẳng không cần gì giữ giới, dạ thẳng ngay há đợi tu thiền. Thôi bỏ hết để nội trụ lũi vậy rồi thành cái gì. Bây giờ bà con ta cho cái hạt bắp mà gọi bắp Đài Loan mà bà con để trong cái ve mà đậy hoài đó. Năm 10 năm ông kỹ sư lại hỏi sao có bắp ăn chưa, nó hơi chưa, hỏi sao để trong ve đậy nút. Ta cho thì phải ương xuống, phải có đất mềm, rồi phải có nước, rồi có ánh nắng, có chăm sóc phân bón nó mới thành cây bắp. Thì giờ ông Phật cũng nói mình là có tánh Phật, nhưng mà phải tu, chứ không tu sao có được cái tướng Phật, thể Phật được. Mà tu sai một cái gì như trồng dưa để bán Tết, mà xịt lầm mà thuốc cỏ cái rồi nó quéo đầu chừng đó. Dưa ăn không có, đâu có dưa bán. Thà đây kiếm huệ phi tiêu đoàn chứ nghiệp, Phật tiền hữu nhật chứ hữu là có, nhật là ngày. Ngày nào cũng có Phật ngự nơi gia đình mình hết. Đức Thầy nói tuy là hữu ảnh vô hình chứ dân lòng tưởng. Sân rình đao lai có Phật ngự nơi đó rồi. Còn hoặc giả hàng ngày mình sống đây là sống theo cái thể tánh Phật, đi đứng nằm ngồi y chánh pháp. Mình đi cũng là tướng Phật, mình đứng cũng là tướng Phật, mình ngồi cũng là tướng Phật, mình nằm cũng tướng Phật. Vì đây mình sống theo hạnh Phật, chứ đằng này vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy, hỡi người vô duyên đó. Ăn nói thì nó lởm bởm, hành động thì sái quấy, nói ông Phật cái gì, Phật cái gì trong đó. Nhân ngư trung sức hình tại ngoại, trong tâm thanh tịnh, tướng thể mới trang nghiêm. Còn tướng nghĩa là dòm thấy cái tướng, giáo giác Phật cái gì vậy. Thật ra vậy ta nhìn ngang ta biết ông Phật đó là biểu tượng cái tướng. Đi mua xoài đây bán xoài xứ này xứ xoài, mà lại ông lái ông nhìn vô chủ nhà ông nói xoài tôi đó nó già dữ lắm rồi, vú ăn ngọt lắm. Nói tại ông nói vậy tôi mua bán tôi biết rành, nó xoài ông xanh xanh mét mét về vú ăn có môn là nó già trước mấy tuổi rồi. Thấy nhìn ngang ta biết xoài già cỡ nào rồi. Còn xoài non mà trá hình nói người ta cũng biết. Thì giờ cái người tu ta có kinh nghiệm, người hiểu rành mới càng thêm chán. Nhìn người ta biết ông đã tu đến cỡ nào rồi. Vì trong tâm nó không có yên lặng thì làm sao tướng ngoài nó được thanh tịnh được. Ngồi tréo chân mà rung rung cái đùi vậy không được rồi. Đi niệm Phật mà thở nay cái thân thì có niệm mà tâm nó không có niệm. Cái tướng cúng mà tâm không cúng thì chuyện đó xin nói là đó cái thân vậy thôi. Mà đắc đắc cái tâm chứ ai đắc cái thân bao giờ vậy. Tâm đắc. Đi niệm Phật làm ơn tréo chân thì phải kèm cái tâm đó là tâm niệm Phật chứ không phải tướng niệm Phật. Ông đó hỏi tôi, chú Sáu ơi, nếu tôi đi, chúng tôi đi niệm Phật mà có thiếu nợ ban tổ chức không? Tôi nói có và không. Có là bữa đó mình niệm không thật tâm, còn không là bữa đó mình làm tròn ý nguyện ban tổ chức. Còn nếu ông sợ quá thì ông đi mang theo 10 lít gạo 100 ngàn. Bữa nay niệm Phật mà nhớ dẫn dơ làm ơn đưa 100 ngàn với 10 lít gạo cho ban tổ chức, trả cái chỗ ăn. Còn bữa nay mà niệm ngon quá thôi xách về đi đám khác. Còn lại đó mà làm tâm hơi tâm hắt rồi cũng hưởng lấy cái của thiết đãi người ta xin nói. Rồi niệm được mớ bắt đầu cái ông kia bà kia đọc hồi hồi hướng, đọc tới đây ba cõi tam thiên gì không biết đọc.
Tôi nói làm ăn, ta nói làm mướn, không có tiền nuôi thân mà nó đi cứu trợ cả bạc tỷ ngoài miền Trung chắc khó. Niệm Phật nãy giờ thấy một buổi niệm Phật mà thấy trả đền ơn cho ba tổ chức chưa đủ mà nói hồi hướng cho tam cõi rồi cử quyền thất tổ minh mông hết. Thôi nếu có muốn có lòng tốt thì làm ơn niệm cho khá khá chút đi, chứ niệm lơ mơ này tôi nói còn thiếu nợ lên nữa. Rồi có cú điện thoại miền ngoài điện giữa bên Mỹ điện về nói bác Sáu ơi con niệm Phật mà hồi hướng sao? Nó con đạo nào? Nó con đạo Phật giáo Hòa Hảo. Họ có đi chùa không? Nó có, bên Mỹ phải đi chùa. Họ con niệm hơi lâu không? Nó niệm tiếng rưỡi. Họ thật tâm niệm không? Nó cũng có thật tâm và không. Không là lúc đó nhớ chuyện đời. Tôi nói giờ thôi nếu con đạo nào thì cứ mãi coi đạo đó dạy gì làm nấy, còn Phật giáo Hòa Hảo thì con phải tri ra trong Tây Phương Ngũ Nguyện, nói Ngũ Nguyện thôi còn mấy bài khác thì nó cũng rộng lớn mênh mông. Thành ra cái hồi hướng Phật giáo Hòa Hảo xin nói nó cao thượng dữ lắm. Nam mô nhất nguyện cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Câu nguyện mong mỏi cho thế giới này là hòa bình an lạc. Có Phật Dương ra đời chứ không phải là mấy cha ác độc ra đời. Rồi câu nguyện đó là nói về thế giới. Câu nguyện nhị nguyện cầu cử quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh là câu nguyện thứ nhì. Con mong mỏi làm sao cử quyền thất tổ là ông bà cha mẹ con nhiều đời nhiều kiếp. Tịnh độ siêu sanh là về cảnh giới Cực Lạc, chứ siêu là vượt lên, chứ sanh là sống. Mong mỏi vậy còn thiếu gì đâu. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường. Phụ mẫu là cha mẹ, tại đường là tại nhà, còn đang chung sống với con nè. Thì tăng long phước thọ, chứ tăng là thêm, chứ long là thịnh vượng phát đạt. Phước thọ nghĩa là sống lâu, còn cái phước là có cơm ăn áo mặc đầy đủ thuốc men, tăng long phước thọ. Phụ mẫu quá khứ, cha mẹ con quá khứ là qua rồi, có chết rồi là trực giảng Tây Phương. Đừng ghé cảnh này cảnh nọ. Họ đó chưa tăng mà cứu bà Thanh Đề đó chuyển lên người sao mới về trời đó. Còn bây giờ Đức Thầy dạy là phải đi về cảnh giới Cực Lạc chứ không ghé cảnh nào đó nữa. Rồi Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bát Ái Giải Thoát Mê Ly là câu nguyện thứ tư. Bá Tánh là trăm họ, nói chung là chúng sinh đó, thuật ngữ Phật giáo là chúng sinh. Vạn dân, Bá Tánh Vạn Dân là chỉ con người của mình. Vạn dân, mọi người đều phải từ tâm bác ái, hiền lành, rộng lớn, thương yêu, chứ đừng có chiến tranh tàn khốc cho loài người tàn bạo gây nên. Từ tâm bác ái rồi giải thoát mê ly, con và những người này đều ra khỏi sự mê đắm của thế gian, không còn mê đắm dục tình nữa, danh lợi tình phải bỏ hết. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy. Phật Tổ Phật Thích Ca nói theo lịch sử, Phật Thầy thầy Tây An có nhiệm vụ này phải bổ sơn kỳ ương từ bi xá tội, các ngài có đại lượng từ bi hỷ xả. Chứ hỷ là vui, chứ xả từ bi hỷ xả làm cho con bớt tội nhẹ mình để con tu, nhẹ nghiệp để con tu. Đệ tử là mình tu sao Phật là đệ là em, còn là phần nghe lời Phật đó là tử là con. Mình là con em Phật. Tiêu tai tịnh sự, chứ tiêu là mất tai là tai nạn, những cái khổ khó dẹt cho con đi cho dễ dàng. Làm cho trí huệ con thông minh. Trí huệ là thông sáng về tâm linh sự chứng đắc. Giai đắc đạo quả, chứ giai là điều khắp, chứ giai là đẹp. Đạo quả là quả gì trong đạo, từ La Hán cho đến nghĩa là duyên giác, cho đến Bồ Tát Phật, con đắc hết. Đắc đến chỗ Đức Phật đó, rằng chúng sinh ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành đó. Hữu nhất chúng sanh vô thành Phật quả, ngã thể bên thành Phật. Hữu nhất tức là có một chúng sinh nào tu không thành Phật, ta nguyện không thành Phật. Còn Đức Thầy mình dạy là nguyện tu thành Phật chẳng lầm. Thế Đức Thầy còn nói thương trần ta cũng ráng thề, đang cho bá tánh liệu bề tu thân tu hành, chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Vậy câu nguyện thứ năm là tu để thành Phật, dọn con đường để thành Phật. Giai đắc đạo quả là quả đạo Phật mình đắc. Tại sao ngũ nguyện này mình không hồi hướng trong những cái thời sau niệm Phật? Hoặc giả hàng ngày mình có hai thời đó vậy rồi, còn khi đợi niệm Phật cũng có thời cúng nó có rồi, cần chi phải đi chép đi biên mấy tôn giáo khác. Tôi nói mấy tôn giáo khác mà gặp được Tây Phương Ngũ Nguyện rồi họ cũng bỏ của họ nhảy qua đây nữa. Lấy mấy câu này cho rộng lớn minh mông, lợi mấy chỗ niệm Phật rồi trích ra này nọ đâu đó đọc dần dần theo kiểu cách ba cõi gì đó. Chúng sinh trong tứ loài nghĩa là hồi hướng này nọ. Tôi nói tại cái trong bài cúng hàng ngày có rồi còn gì nữa, mà nó đầy đủ hết rồi, cần chi phải tạo vẽ chép thêm chi nữa. Đó ra vậy là Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Bữa nay là Phật chứ không phải chúng sanh nữa.
Nếu là chúng sinh còn pha trộn là nguy hiểm. Phật, Phật tiền, hữu nhật, vĩnh an nhiên, vĩnh là do lâu dài, chữ an là không có gì làm cho mình xáo trộn. Nhiên là tự nhiên, nhiên qua không thiên tứ. Con người của mình là có nghĩa là mình đâu có ngán nghiệp, mà cái người mà sợ nghiệp thì nghiệp nó giật, mình không sợ nghiệp. Đương đầu với nghiệp để chuyển nghiệp. Đằng này mình rụt rè sợ nghiệp, tránh né đủ thứ, nghiệp nó sẽ dập vô mình. Giờ mình ráng niệm Phật đi thì nghiệp nó dẹp, nghiệp chữ gì đà tan chứa nghiệp. Mình sợ hoài nó nghiệp nó đến tôi rồi phải hứng lấy nữa. Niệm Phật thì nghiệp nó tiêu. Còn câu nào nữa không mấy ông rơi bỏ đi mất treo rồi. Hả? Còn câu nào nữa không? Phật tiền hương dịch vĩnh an nhiên. Hết hả? Mấy ông trông cho hết hay sao là trông cho còn? Tôi nói mấy ông nghe rồi đó, mà không minh, ông đi học đạo đó, ông thầy ông dạy đó. Mà ông thầy ông dạy tới giờ trưa mà gà trống gái, ông nghĩ vậy. Mà ông dạy hay quá. Không minh muốn học thêm, nhưng mà ông quy định của gà gái rồi đó, không có đồng hồ. Thật ông không minh mới đem theo vừa lúa, ngồi gần gà, đợi chừng nào nó sắp sửa gái, cái bắt đầu là ông rải lúa cho con gà ăn, gà không gái. Ông thầy giảng trần ngay luôn, ông nói bữa nay sao nó già dữ thật vậy, coi lại gà quên gái. Còn mấy ông học trò khác muốn nghỉ sớm là muốn gà gái sớm. Thì bữa nay cũng vậy, tôi giảng đây có nhiều người muốn sớm thì thôi tôi sớm, còn muốn trễ tôi trễ. Mà giờ muốn sớm muốn trễ tôi thôi đến đây cũng dừng thôi. Chứ nói thêm không được, bữa nay hết pin rồi. Mấy rài đi giảng cũng mệt dữ lắm. Thôi giờ xin phép thành kính cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn đồng đạo chúng ta ngồi tài chỉnh xuyên suốt cả thời gian. Nhìn xuống tôi biết là pháp hội bữa nay đó là người có đạt hay không rồi. Nếu mà giảng mồ hôi dưới kia khúc dưới đi mất hết là biết mấy ông đó là đi kiếm chỗ ngủ rồi đó. Bây giờ đi nghe đạo nó cũng kể ra cũng có kế hoạch dữ lắm, không dám vô trong ngồi lại trước, ngồi mắc kẹt đi không được, ngồi phía sau, nhất là ban đêm đó. Thấy cái ông mà thuyết giảng mà thấy nó hợp ý mình thì lên thì bắt đầu đi lên hoặc giảng ngồi tại chỗ. Còn thấy thuyết dở bắt đầu rút lui. Ban tổ chức người ta ế cháu muốn chết bị gì mấy ông rút lui về sớm. Nghe đạo mà nó nghe mà cũng kế hoạch dữ lắm. Còn đang ngồi dưới kia ngồi thẳng băng không ai bỏ đi trơn đợi á. Thì thôi tôi cũng thành kính cảm ơn thôi ban tổ chức và đồng đạo. Thì xin phép Đức Thầy chưa, Đức Thầy có dạy mình thôi đọc mấy câu lên để nó là một sự căn bản. Đức Thầy nói đến đây cũng dứt giảng kinh, ai biết sửa là tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Hay là rạng dần mây bóng thỏ làng nhàn, đợi chiến khác cạn câu hoài vọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng cảm ơn giáo lý viên đã làm xong Phật sự của mình. Kính mời giáo lý viên về vị trí an tọa. Xin cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật.